Trời ơi, bị mờ rồi. Mấy ơi, thấy rõ không mấy chị? Sao bị mờ ta? Mọi người ơi, thấy rõ không? Bị mờ nữa chứ. Mọi người ơi, thấy rõ không mấy chị? Chị ơi, thấy rõ không? Thấy rõ không mọi người? Sao em nhìn vô nó bị mờ ta? Ma đá mà. Thank you. Xê ngậm ngàn viên hả? Xê ngậm ngàn viên hình như nó còn nho á chị à. Chia sẻ like, à quên, chia sẻ like giùm em, bữa nay có tặng quà nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em hôm nay tặng quà nha. Chia sẻ like giùm em hôm nay tặng quà nha mọi người. Chia sẻ like giúp em hôm nay tặng quà, tặng quà, tặng quà mọi người ơi. Chơi lớn hôm nay tôi tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị một tiếp nạ vàng. Xài cực kỳ ngon nha, cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất ha. Tiếp nạ vàng xài phải mấy tháng nó mới hết, cho 5 chị có lượt chia sẻ like lại nha mấy chị nha. Chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một tiếp nạ vàng chuẩn sách tay từ Thái về Việt Nam nha mấy chị nha. Chuẩn sách tay từ Thái về Việt Nam rất là đã luôn á mọi người. Cái hộp body của nó có lòi dưỡng không? Ôi có lòi test luôn nè, thấy không? À cảm ơn Yến Nhi nhiều, cảm ơn Yến Nhi. Ôi cái bụng. Ủa chào. Mày chút nữa mình tính tiền luôn. Chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi, chia sẻ like giùm em nha. Chấm chấm lên giùm em với. Chồng lên lấy cái son dưỡng với. Đang coi thử cái set xong lì á, còn hàng không? Có hàng không? Son dưỡng đấy hả? Ừ, son dưỡng đấy hợp.
Son lì, mascara nông chát. Thấy em không mọi người ơi, chấm chấm giùm em cho nó có tương tác giùm em nha mấy chị nha. Chấm chấm lên giùm em với. Chấm chấm lên giùm em mấy chị ơi, em like trong vòng gần tiếng rưỡi à. Tiếng rưỡi nha mấy chị nha. Là một tiếng rưỡi là em ngưng á. Đã chia sẻ, cảm ơn mọi người. Chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một tip nạ vàng nha mấy chị nha. C kẹo ngậm C, em quên, kẹo ngậm C có hàng này mấy chị. Bữa nãy chị nào hỏi em kẹo ngậm C. Kẹo ngậm C kem nè. À lộn, C nho nè. Kẹo ngậm C nho là 200-250 nghe một hũ. Bữa nay siêu thị đang sale còn 135 nghe một hũ. Chị nào lấy thì gửi cho em là kẹo C cam nha. Ở bên cộng kẹo C nho 135 nghe một hũ. Chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Chấm mài lên, tương tác lên giúp em với. Chia sẻ like, chấm mài, tương tác lên giùm em nha mấy chị ơi. Like nhanh rút gọn nha mấy chị nha. Rất là đói bụng luôn mấy chị, ăn từ lúc 11 giờ sáng tới giờ mọi người. Ăn từ lúc 11 giờ sáng tới giờ em chưa ăn cơm lại luôn á. Sáng á là không ăn. Rồi 11 giờ ăn. Ăn tới giờ mấy chị. Vừa phải lấy hàng á, vừa đi gửi hàng, rồi vừa đi gom hàng, rồi vừa đi like nữa. Không kịp đi hết, đói bụng quá. Này mấy chị, son dưỡng Nha Đam bán tặng lấy tương tác, bán tặng lấy tương tác, lỗ 7.000 một cây, cho nên mấy chị ơi lên đơn sẵn có đơn hàng mấy chị gửi chung luôn ha. Nhà mấy chị, son dưỡng Nha Đam là cây son này chuyên trị khô môi, trị thâm môi, làm căng mềm mịn môi. Nhà mấy chị nha, dưỡng môi cực kỳ ok và đặc biệt nó lên một cái màu hồng đẹp tự nhiên cho mấy chị như thế này. Một cây son dưỡng Nha Đam 75.000. Hôm nay bán tặng lấy tương tác đầu like mấy chị 19.000 một cây. 19.000 một cây, chị em nào lấy lên sớm giùm em 19.000. Gửi chị em là son dưỡng Nha Đam 19.000, son dưỡng Nha Đam 19.000. Bán tặng lấy tương tác nha mấy chị nha. Chứ không phải là giá bán chính thức nha mọi người. Cái này là em bán tặng ha. 19.000 mấy chị thoa tới đâu là cái da mấy chị nó ở bên cái môi của mấy chị nó căng và nó mềm nó mịn lắm. Nói chung là cây son dưỡng này mấy chị mà xài rồi là ghiền lắm. Nhưng mấy chị đã lắm, nó mềm, nó mịn cái môi của mình mà nó còn trị khô môi cho mình luôn. Chị nào mà hay bị khô môi á, mấy chị xài cái này là hết khô môi luôn. Cái thứ hai nữa, chị nào mà bị thâm môi mà do xài son á nha. Chứ còn mấy bà mà thâm bẩm sinh á thì nó chỉ làm hồng đỡ đỡ hơn thôi, chứ nó không có trị được cái môi bẩm sinh đâu. Môi chị nào mà bị thâm do quá trình mấy chị xài nhiều loại son khác nhau mà nó bị thâm á, thì mấy chị xài cái này nè, nó từ từ nó nhả thâm cho mấy chị ra. Ha, chị có 19.000 bán tặng lấy tương tác cho mấy chị nha. Chị nào lấy thì gửi cho em là son dưỡng Nha Đam 19.000. Son dưỡng Nha Đam nha mấy chị ơi, son dưỡng Nha Đam nha mấy chị. Đúng rồi, ok này. Này này, ok. Đây mấy chị nha, gửi giùm em là son dưỡng Nha Đam nha mấy chị nha. Ví nhỏ cầm tay mà mấy chị đặt ví màu xanh không có một cái nào luôn á. Mấy chị đặt là hình như gần 10 cái á, không có một cái. Giờ nó còn có ví màu nâu á, là chỉ có mỗi ví nâu là có thôi. Chị nào mà bữa nay đặt ví nâu có, ví trắng có. Cái ví xanh mà mới nãy chị này đặt này, không có một cái luôn, không có một cái luôn ha. Nhưng mà ví trắng còn được 2-3 cái gì nữa, ví trắng em còn được 3 cái. Là chị nào có lấy thì em lên em lấy liền cho. Là ví trắng còn được 3 cái. Ví nâu là có này. Đây, ví nâu là có này. Đó, ví nâu có nha. Ví nâu nó còn hình như là người ta còn được 2-3 cái gì ạ. Rồi ví trắng này, ví gấu trắng này. Đó nha mấy chị nha. Không, Mai Phạm ơi hết. Ba son dưỡng Nha Đam, hello. Yến Phương. Màu son dưỡng Nha Đam và ok chị. Nè cây son dưỡng của nó này, thành phần chính của nó là Nha Đam. Một hộp nó là 12 cây nha mấy chị ha. Chị nào lấy thì gửi cho em son dưỡng Nha Đam 19.000. Cái ví nâu ngắn là không có hàng rồi chị, hết rồi. Hết nha chị nha, hết. Loại nâu nhỏ hơn đó, hết chị Mai Phạm ơi, Mai Phạm hết nha chị nha, hết.
nó còn có ví gâu gâu lớn nè, phụ khoa mình đặt hàng ngày á Thủy. Không, ví dụ như chị có bị viêm á hay là bị hôi á là chị đặt liên tục cho em trong vòng 5 ngày, mà nó hết là chị phải ngưng lại, nó hết là chị phải ngưng lại nha. Không có dầu gội clear chị. Hôm qua em đi siêu thị á, em cho mấy chị coi dầu gội clear á, bữa nay là tới 100 mấy chục ngàn một chai á, 170 hay 180 ngàn gì một chai chứ không ít đâu nha mọi người nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy son dưỡng nha đam lên giùm em, son dưỡng nha đam nha mọi người ơi, son dưỡng nha đam, son dưỡng nha đam lên đơn giùm em, son dưỡng nha mấy chị nha, son dưỡng giùm em ha, son dưỡng nha đam. Rồi cái này là tiếp nạ vàng này, cái tiếp mặt nạ vàng này mấy chị xài cực kỳ ghiền nha mọi người nha. Chị nào chưa có cái tiếp này mấy chị lên đơn sớm giùm em. Tiếp nạ vàng hàng chuẩn xách tay từ Thái về Việt Nam giùm em. Hiện tại cái này là đang bán là từ dao động là từ 95 cho tới 100, 140, 150 đúng không? Cái tiếp này em gom với chị giá sale 87 nha. Không có si gum giảm cân chị. Rồi chị nào lấy thì ghi giùm cho em là nạ vàng tiếp to đùng luôn 87 nha, lên đơn hàng chuẩn xách tay từ Thái về nha mấy chị nha. Hàng chuẩn xách tay từ tại trong siêu thị này xách tay về cho mấy chị luôn. Chị nào lấy lên giùm cho em, ghi giùm cho em là gì quên rồi, ghi giùm cho em gì quên rồi ta, nạ vàng 87 ngàn nha mấy chị. Tiếp to và nặng lắm nha mọi người, tiếp to và nặng lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy tiếp to này mấy chị lên giùm em, với lại mấy chị mình sử dụng được vài tháng lần, nếu được á một tuần mấy chị đắp cho em tầm 4-5 lần, rửa thật là sạch da mặt xong mấy chị lau khô đi, mấy chị thoa cái này lên, thoa đều lên, sau đó mấy chị gỡ xung quanh này nè, rồi mấy chị giật thiệt là mạnh ra là nó sẽ ra nè, sạm nè. Ví dụ như mấy chị mà có bị sạm á, mấy chị đắp miết á, mấy chị đắp nhiều á, cái sạm của mấy chị họ nó mờ lần ok lắm nha. Rồi mấy chị mà có cái mụn nè, mụn kém, mụn ẩn nè, hay là mấy chị có bã nhờn nè, hay là mấy chị có lông tơ lông măng nè, bụi bẩn nè, rồi họ tế bào chết nè, trời ơi mấy chị lột là nó giật ra một phát là nó đi hết. Tiếp nạ vàng 87 ngàn một tiếp, chị em nào lấy lên đơn sớm giùm em nha, có 87 ngàn thôi, nghe em mua gì để dành xài. Nhưng mấy chị đắp rất là ok luôn, mà mấy chị nghĩ đi, một tuần mấy chị đắp cho em là cỡ tầm 4-5 lần hoặc là ít nhất còn 3 lần thì mấy chị ơi cái tiếp này mấy chị phải xài vài tháng nó mới hết đó. Bởi vậy cho nên là mấy chị ơi lợi lắm, rất là lợi luôn nha mấy chị nha. Nạ vàng này là nó giúp trẻ hóa da cho mấy chị á ha, với lại mấy chị nào mà có hay bị nhăn á thì mấy chị sử dụng cái này giùm cho em tốt lắm nha mọi người nha. Rửa thật sạch da mặt xong, lau khô xong thoa cái này lên cho em nha, thoa cái này lên. Rồi chị em nào lấy ghi cho em nạ vàng 87 ngàn, nạ vàng 87 ngàn lên đơn nha mấy chị, có 87 ngàn thôi đừng có tiếc. Ghi cho em là tiếp nạ vàng nha mấy chị nha, 87 ngàn, tiếp nạ vàng 87 ngàn lên đơn, ghi rõ giùm em nha mấy chị nha. Số lượng kèm đối thôi dày chứ, chỗ nào mà em bị mụn nhiều em thoa dày lên cho chị, chỗ nào mà có bị nám nhiều em thoa dày lên chỗ đó giùm chị nha. Màu trắng 38 hả, có áo ngực màu trắng hết nha chị, tròn tròn ơi, hình như hết hay sao chị à, mút dày á, mút dày sao 38 hình như còn hết thì em cũng không biết nữa, cái đó nó ở shop á, ở shop á. Rồi nhưng mấy chị nào lấy giùm em ạ. Dùng trắng lắm đúng không, dùng đã không, dùng mình dùng ghiền lắm. Rồi mấy chị nha, đây cho mấy chị nha, chị nào lấy lên em đây. Son dưỡng nè, son dưỡng em đang bán mấy chị giá sale 19.000 một cây cho mấy chị có đơn hàng nha. Mấy chị có đơn hàng thì mấy chị chốt chung, nhưng mấy chị còn mà đi son dưỡng không em không có đi nha mọi người. Đi son dưỡng không em không có đi nha mấy chị nha. Rồi mấy chị lấy lên giùm chị em nha mấy chị, mấy chị lấy lên giùm chị em ha. Rồi. Nạ vàng 87, nạ vàng 87 nha mấy chị nha. Rồi giùm mấy chị nạ vàng 87 lên đơn giùm em. Chống nắng nè, chống nắng, hai son dưỡng ok nè. Nè mấy chị chống nắng nano, chị nào lấy nói sớm nha mọi người ơi, chị nào lấy nói sớm giùm em ha, chị nào lấy nói sớm nha mấy chị nha. Chống nắng nano, chống nắng nano dùng cho em. Dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan nha mấy chị, dòng kem chống nắng best seller của Thái Lan. Thứ nhất thì mấy chị, nó vừa cho mấy chị, nó vừa giúp cho mấy chị chống nắng SPF 50 BA cộng cộng. Thứ hai là mềm da, mịn da và mướt da. Thứ ba là nó giúp cho mấy chị mắc úp, có nghĩa là nó chia đi những cái khuyết điểm mà còn xấu trên da của mình đó mấy chị. Cái thứ tư là nó giúp cho mấy chị là
dưỡng trắng da ban ngày, và cái thứ năm là nó giúp cho mấy chị là bổ sung collagen đó. Mấy chị qua này em thoa một lớp mỏng thôi nha mọi người nha. Một hộ kem chống nắng nano như thế này giá của nó là 120.000, em gom mấy chị giá sale chỉ có 69.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn sớm giùm em 69.000 nha mấy chị nha, 69.000. Chị nào ân ghi giùm em là chống nắng nano 69.000, chống nắng nano 69.000 đó, đã không? Cái da mướt lắm nha mấy chị nha, và rất là mịn luôn á mọi người. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Serum HA, serum HA nó tăng thôi chứ không có giảm nữa đâu chị ơi. Serum HA là nó đang bạch, nó đang lên rất là cao luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Coi giùm em này mấy chị. Đó, thấy không? Đã không? Thoa này nó vừa dưỡng trắng, vừa chống nắng, vừa mắc úp, vừa đẹp da, vừa căng da, và đặc biệt bổ sung collagen. Một hũ 120g mấy chị, giá sale 69.000. Chị nào lấy lên giùm em ha. Đang gồng giá nha mọi người nha. Giá 69.000 có thể là nó sẽ tăng lên là thành 85.000 hoặc 95.000 nha mấy chị. Tại vì giờ bữa nay giá bạch nó tăng lên rất là cao rồi mọi người nha. Lúc này em like em còn phải nói với chị, tại vì những cái mã này là em sale xét sát giá. Nhiều khi em lời 2.000 3.000 một hũ á, cái mấy chị cái bị bạch nó tăng á là nó sẽ bị chới với liền. Cho nên chị nào ưng thì lên sớm giùm cho em, gửi cho em chống nắng nano 69.000. Chống nắng nano 69.000 lên đơn nha mấy chị. Dùng loại này tốt lắm, da mềm nữa thiệt sự luôn mấy chị coi này. Nha, không bết không rít da nha mấy chị nha, không bết không rít da. Chị nào mà xài rồi là biết ha, xài đã lắm nha mọi người. Có 69.000 thôi đừng có tiếc, có 69.000 thôi đừng có tiếc mấy chị. Nó vừa đẹp, nó vừa mắc úp cho mấy chị nữa, sướng lắm nha mọi người ơi. Ha, chị nào lấy lên giùm em là chống nắng nano 69.000, chống nắng nano 69.000 nha mọi người. Chống nắng nano 69.000 lên đơn giùm em ha, 69.000 nha mấy chị nha. Kem chống nắng nano ok ạ. Rồi lên đơn giùm em kem chống nắng nano, lên kem chống nắng nano mấy chị lấy bao nhiêu lên giùm em nha mấy chị nha. Kem chống nắng nano lên đơn giùm em ha. Rồi còn cái này là serum này chị, serum HA là phiên bản mới, có nghĩa là nó thay đổi bao bì và nó sẽ đậm đặc hơn. Có nghĩa là cái thành phần dưỡng của nó cao hơn kể cả cái lúc cũ luôn. Cái lúc cũ là chị xài nó ok rồi, chị thích rồi đúng không? Cái mới này chị xài nó càng ok hơn nữa. Một cái tiếp serum HA của Thái như thế này giá của nó là 125.000, em sale cho mấy chị là 87.000, đang gồng giá để cho mấy chị còn được giá sale là 87.000. Nếu như mà trong khoảng thời gian tới mà bạch nó vẫn trên cái đà nó tăng nữa thì em bắt buộc em phải tăng lên cái này là 110.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì ghi dùm cho em là serum HA 87.000, serum HA 87.000 lên đơn. Do em đặt á, là em đặt nó trước cái lúc mà em qua Thái luôn, có nghĩa là em dặn hàng nó trước rồi khi mà em qua này á mấy chị, là cái tiền bạc nó vẫn giữ cho em, có kiểu như là tiền bạc đó mấy chị là mình chuyển tiền qua trước nó vẫn giữ được cái tiền bạc đó, cho nên là mình có thể mình gồng được. Nhưng mà nếu như mà trong khoảng thời gian tới mà vẫn tiếp tục tăng giá nữa thì hết cái lô này là sẽ bắt đầu là tăng giá lên hết nha. Chị em nào lấy thì ghi dùm em là serum HA 87.000, vừa dưỡng trắng vừa giúp cho mấy chị xe khích lỗ chân lông và căng mịn da cho mấy chị nữa, 87.000. Chị em nào đang xài serum HA em nói thì tốt nhất cứ nên trữ sẵn, đừng có tiếc. Mấy chị mua trữ sẵn được bao nhiêu hũ thì cứ một bao nhiêu chai thì lên bấy nhiêu chai dùm cho em nha mấy chị. Chỉ có tăng nữa chứ không bao giờ giảm được nữa, cái giá nó đã quá cao rồi. Quên, cái giá bạc nó đã tăng lên quá cao rồi nha mọi người nha. Rồi mấy chị nha, có kem chống nắng 70k không em, là gì? Có kem chống nắng hả? Kem chống nắng nano 69.000 em có nè chị. Chị lấy thì chị lên sớm giùm em ha. Rồi ghi giùm em là son, quên, ghi giùm em serum HA 87.000, serum HA 87.000 nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi. Ghi giùm em nha, serum HA 89.000. Có lộn 87.000. Rồi lên đơn giùm em. Ủa kem muốn ca hả? Rồi nha mấy chị lên sớm nha mọi người ơi. Ủa này ông lấy ngọn nào vậy? Đây đây, kem nè, kem 4K. Ủa vậy nó nói nó hết hàng rồi, sao đâu nó có đây? Một sắp nữa. Vậy lấy luôn đi. Nó nói bữa nay giờ mà, hàng giờ mà. Nó nói bữa nay hàng có hả? Vậy nó nói bữa nay hàng có gì, có bao nhiêu mình lấy đi. Mình lấy đi thì giờ kêu nó lấy hàng ra đóng liền luôn, tính tiền luôn. Tính tiền bây giờ luôn, lấy ra tại đây rồi lấy dầu luôn đi chứ đỡ không kịp. Rồi ok chị nè. Rồi đây nè mấy chị nha, cái này là 4K trái cây nè. 4K đen nè, rồi 4K đỏ nè. Chị nào lấy loại nào lên cho em loại đỏ nha. 4K trái cây 119.000, 4K đen 119.000, 4K đỏ 119.000, lên đơn giùm em ha. 4K nào lên cho em 4K đó nha mấy chị nha. 4K đỏ nào mấy chị lên cho em 4K đó. Còn cái serum HA này, một hộp của nó là 6 chai.
Đây một hộp của nó là 6 chai nha mọi người nha. Một hộp của nó là 6 chai. Chị nào lấy nguyên một hộp đó thì còn 82 ngàn một chai. Nhưng mấy chị một hộp của nó là 6 chai thì em giảm với chị còn 82 ngàn một chai. Chị nào lấy thì ghi cho em là một hộp serum HTA 6 chai nha, là còn 82 ngàn một chai nha mấy chị. Còn mấy chị nào mà mua lẻ một chai á, là tới 5 chai á, là còn 87 ngàn một chai. Rồi chị em nào lấy lên giùm em một combo cũng em Việt Nam. Ok chị. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm em. Bóp vàng hả? Mấy chị hỏi bóp vàng hả? Đây là cái bóp vàng này. Bóp vàng gọi là bóp vàng hút lọc giùm chị em này. Đây. Này, bóp vàng hút lọc. Em đã đem vô chùa em xin cho mấy chị cái lọc đầy đủ hết rồi, rồi em mới đem về Việt Nam em mới trả đơn cho mấy chị nha. Bóp vàng này là em thỉnh cho mấy chị là 49.000 đã xin lọc rồi nha mấy chị. Cái ý nghĩa của cái bóp này là bóp vàng hút lọc, có nghĩa là mấy chị mình bỏ tiền cái đồng tiền của mình đó mấy chị, là nó sinh tiền, có nghĩa là cái đồng tiền á mình làm ra, cái đồng tiền một đồng mình làm ra được 2-3 đồng gì đó, cái kiểu như vậy á mấy chị. Cho nên là ở bên Thái á mấy chị người ta sử dụng cái bóp vàng rất là nhiều luôn, dầu ú ụ nhưng mà người ta sử dụng bóp vàng không á mấy chị. Cái thứ hai nữa là em đã đem vô chùa xin cho mấy chị cái lọc, để cho mấy chị cái lọc càng thêm có lọc nha. Cái thứ ba nữa là mấy chị, cái bóp vàng á thường người ta thỉnh mấy chị là 75, 79, 80, 90, 100, 120 là đã xin lọc. Còn em là mấy chị, em đã xin lọc cho mấy chị là chỉ có, em định mấy chị chỉ có 49.000 thôi. Và bên cạnh đó em còn lì xì cho mấy chị thêm 5.000 nữa để cho mấy chị bỏ vô cái này để mấy chị cho có cái lọc. Nhưng mà em nói trước nha, 5.000 nhưng mà khi 1.000 mấy chị nha. Bây giờ ở nhà tụi nó đang điên đầu về cái vụ mà bóp vàng tặng tiền. Tụi nó nói trời ơi chị tặng chi mà bây giờ họ là phải tìm tiền để mà bỏ vô mấy chị. Nó không có tiền đổi ngân hàng nó cũng không có luôn mấy chị, tại vì mấy chị số lượng lấy quá nhiều. Đổi tờ 5.000 á thì nó cũng không có luôn. Rồi đổi cho tôi 1.000 á, bây giờ là chị có được tờ 1.000 nhưng mấy chị, nhưng mà họ nói trước nha, nó ví dụ miễn sao là nó có tiền cho mình là được nha mấy chị, miễn sao 5.000 là được. Trời ơi, nó nói chị một đợt thôi nha, đừng đợt thứ hai nữa nha chị, bởi vì đợt thứ hai nữa tìm tiền rất là khó. Em đi rồi mấy chị, tụi nó ở nhà á, nó kiểu như là nó đi đổi mấy chị, là vô mấy ngân hàng đổi nó không được. Cái kiểu như rất là khó hơn mấy chị. Mà em đổi những cái ngân hàng quen á thì em nhắn tin em đổi trước á thì lại không có, nhưng mà chỉ có được cái tờ 1.000 thôi. Bóp vàng hút lọc. Bóp vàng hút lọc. Ở bên bóp vàng cộng lì xì 49.000. Một chuyến đầu năm thôi nha mấy chị, một chuyến đầu năm là mới có lì xì nha. Chứ còn những chuyến sau không có lì xì giùm tôi cái nha. Trời ơi, chuyến sau phải đòi tiền nha. Cái này á là bóp vàng để cho mấy chị có cái lọc. Thì mấy chị khi mấy chị cầm cái bóp gì à, mấy chị nhận hàng mấy chị ô mở ra, ôi tiền nè, thích không mấy chị, thích hay sao không thích mấy chị, trời ơi 500 đồng á, em cũng thích nữa mấy chị, chứ đừng có nói chi là 5.000 nha. Chị nào thỉnh thì lên giùm cho em là bóp vàng cộng lì xì 49.000, bóp vàng cộng lì xì 49.000, mà cầm cái bóp lên không êm cái tay em cho mọi người trả hàng luôn nha mấy chị. Rồi chị nào lấy bóp vàng lên giùm em, bóp vàng nha. Cái gì bóp vàng 4 chai xịt chuồng, bóp chai xịt chuột hả Linh Nguyễn? À, một cái bóp vàng và 4 chai xịt chuột hả? Bóp vàng ok mấy chị. Rồi bóp vàng ok chị. Serum HTA á nha, cho chị Âu Phượng là serum HTA. 4 ca trái cây, 3 serum ok. 4 ca đen hả? Hoa Ngọc là lấy 4 ca đen hả? Cái này là 4 ca đen nha, chị chuyên vào dưỡng thôi. 4 ca trái cây là trị sạm và không đều màu da hoặc nám nhẹ ha. À, em chốt bộ giao sao không thấy phản hồi. Em ơi cứ nhắn qua đó giùm chị, tin nhắn đang quá tải em, cứ nhắn qua đó là được nha em nha. Yên tâm, bộ giao có hàng cho em nha. Ở tối qua chị đi siêu thị là chị lấy một nùi rồi. Lấy chị mùi hũ chống nắng nano nha em. Và cảm ơn chị Hình Liên nè. Rồi 24k đỏ ok chị nè, 4k trị nám ok chị nè. Rồi 3 serum HA này ok chị nè. Rồi bóp vàng cộng lì xì ok mấy chị nè. Bóp vàng cộng lì xì ok mấy chị nè. Bóp vàng cộng lì xì rồi ok mấy chị. Nói chung là lên đơn đi mọi người. Bóp vàng cộng lì xì 49.000, bóp vàng cộng lì xì 49.000 nha mấy chị nha. Chị nào lại lên em lấy dầu vô coi trong tin nhắn trong nhóm ấy, tụi nó bị nói thiếu dầu nào lấy hết dầu đó. Rồi lấy dầu luôn nha, rồi đưa ra tính tiền luôn, rồi để nó đóng đi, kêu nó đem lại khách sạn cho mình luôn đi, chút nữa mình đỡ phải. Nay chia sẻ có tặng quà em, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một tiếp nạ vàng hàng của Thái Lan sắp tay về cho mấy chị ha. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị một tiếp giùm cho em nha. Cho 5 chị ạ. Một chống nắng nano, hai bóp vàng ok chị. Rồi, chị nào lấy lên giùm em, ghi rõ giùm em cái tên sản phẩm nha mọi người nha. Ghi rõ giùm em tên sản phẩm nha mấy chị, ghi rõ giùm em tên sản phẩm nha.
Rồi nha mấy chị nha, bóp vàng bữa đặt hai bóp vàng à, có chưa chị? Có em lên đơn là có mà gái yêu. Một xe đơm em, một bốn cây trái cây, một nạ vàng. Ok chị, lấy chị 10 hộp nano có miễn ship không? Không chị. Không có miễn ship được đâu chị ơi. Chống nắng nano bữa nay á mấy chị biết 10 hộp là em nói chung là mấy chị. Nói chung á lời có thể tính ra nha mấy chị nha, lời có thể là được 5 hoặc 600 đồng. 5 hoặc 600 đồng nha mấy chị nha. Giá bạc chị biết nó tăng lên em bao nhiêu, nó tăng lên tới mười mấy gần 20 giá rồi chị, cho nên là không em đang gồng á chị. Nếu mà nói thẳng ra mấy chị, nếu mà cái chống nắng nano mà mấy chị nói thẳng ra em lời được cỡ tầm là 5 hoặc 600 đồng. 100 đồng là chưa tới 1.000 đó chị, cho nên là không free ship được nha chị ơi. 10 hộp đó là 600, nói chung là đơn hàng với chị trên 1 triệu trở lên thì mới được free ship vậy đó. Chứ còn dưới đó là không có đâu, không được nha mấy chị nha, thông cảm giùm em nha. Rồi này mấy chị, cái này là hũ nước gót chân. Chị nào bị nứt gót này, bị chai ly gót chân này, bị nứt nẻ gót chân thì mấy chị sử dụng giùm em. Một hũ nước gót như thế này em gom cho mấy chị có 35.000 thôi nha. 55 em xem mấy chị còn 35.000. Chị nào bị nứt gót, bị chai lì gót chân, bị nứt nẻ gót chân thì mấy chị sử dụng em. Nè, đồ gối của tay gì cũng vậy luôn nha mấy chị nha, bàn tay cũng vậy ha. Cái gót chân của mấy chị cũng vậy. Mấy chị nào mà thường hay bị nứt gót á, mấy chị thoa đều xung quanh gót giùm cho em. Một ngày hai lần, buổi tối trước khi đi ngủ chà cái gót thiệt là sạch đi rồi mấy chị đi ngủ giùm cho em ha. Chị nào lấy ghi giùm em nứt gót chân như quên rồi 35.000. Rồi chị nào lấy nước gót lên giùm em nước gót nha, 35.000. Chị nào lấy nước gót lên giùm em nước gót ha, 35.000. Nước gót nha mấy chị nha, 35.000. Rồi nha mấy chị nha. Rồi còn cái này á là gì ta, sữa tắm này, sữa tắm của hãng Cathedon nha mấy chị nha. Cái chai mà nó to mà nó bự 750ml, gấp đôi hai chai bình thường. Một chai bình thường là có tầm 380ml hoặc là 450ml hoặc là 400ml đúng không? Không, chai này tới 750ml, nó nhiều lắm. Nhiều cực kỳ luôn nha. Mà một chai như thế này nè mấy chị là nó nặng lắm nha mọi người nha. Cái chai này thường là 250 nha một chai. Hôm nay siêu thị đang sale, em gom cho mấy chị còn 155.000 một chai thôi. Thơm lắm nha, thơm nha và mịn da và trắng da bởi vì nó là của hãng Cathedon. Thơm mịn và trắng da, thơm mịn và trắng da, em gom cho mấy chị 155.000. Chị em nào lấy lên đơn sớm giùm em 155.000, chị nào mua nhiều nhất 2 tới 3 chai thôi nha mọi người, không mua quá 2 3 chai giùm em. Tại vì nó cực kỳ nặng nha mấy chị. Nha mấy chị nha, 2 tới 3 chai là nhiều nhất cho mấy chị nha, không chốt qua 3 chai giùm em. Tại vì nó rất là nặng luôn mọi người. Mở hổ mấy chị coi này, 750g tiền ký của em là tuốt nuốt hết luôn rồi. Cho nên là sẽ không chốt quá 3 chai ha. Tốt nhất một chai tới hai chai thôi nha mọi người nha. Gửi cho em là sữa tắm vàng 155.000, em bao giá cho mấy chị đi thái xách tay về bán giá này luôn nha mọi người. Bởi vì nó rất là nặng. Em nói thiệt mấy chị luôn, nó rất là nặng. Cái tiền cước của mấy chị mà tại vì tiền cước từ bên Thái gửi gì ở mấy chị, nó nặng lắm, nó nặng tiền đó mấy chị, gần cả ký luôn. Cho nên là chị em nào lấy lên giùm em ạ. Ha, nó thơm nha mấy chị, thơm mịn và giúp trắng da nữa. Cái mùi thơm nó dễ chịu lắm, mùi thơm của nó mấy chị ghiền luôn. Nha mấy chị, cái mùi thơm mà nó không ghiền là không lấy tiền nha mọi người. Trời ơi, thơm ghiền lắm, dễ thương lắm. Cái mùi thơm nó là mấy chị muốn ngửi hoài luôn á. À, dễ thương lắm mấy chị. 155.000, ghi giùm em là sữa tắm vàng 155.000. Sữa tắm vàng 155.000 giùm em nha. 155.000 nha mấy chị nha. Sữa tắm vàng 155.000, chị nào lấy lên đơn giùm em. Sữa tắm vàng 155 nha mấy chị nha. À, mấy chị mới nãy ai cũng hỏi em sữa tắm vàng mấy chị hỏi em cái gì em quên mất rồi. Ôi giời, em đói bụng nữa. À mấy chị mới nãy chị nào hỏi em cái nón trong lấy dầu ấy. Dầu ông già. Dầu ông già. Nón vàng đó lấy sớm đi, chút nữa rồi mấy cái kia lấy sau. Lấy trước một người dầu nhà nước đỏ. Thiếu dầu nhà nước trắng lớn thiếu. Kiểm số lượng, nhắn số lượng ở trong kho. Rồi này mấy chị, nón ha. Đây nha mấy chị nha. Nón này mọi người. Cái nón Adidas nha mấy chị nha. Nón này 145.000, em đang gom mấy chị giá sale chị có 79.000. Chị nào lấy nón lên nón giùm em, có hai màu. Nha mấy chị, có hai màu. Nón màu đen và nón màu kem. Nón màu đen 79.000, nón màu kem 79.000. Chị nào ưng nón lên nón giùm em, nón Adidas nha mấy chị nha, 79.000. Chị nào lấy lên giùm em ha. Coi này mọi người. Coi giùm em này, hàng full tem nha. Đẹp cực kỳ luôn. Logo theo, đường viền logo theo luôn. Đường viền theo logo theo giùm cho em 79.000 nha mấy chị.
7-9 ngàn, chị nào lấy lên giùm em ạ. Gửi cho em là nón, nón kem, nón Adidas kem hoặc nón Adidas vàng 7-9 ngàn. Chuyến sau không có giá này nha, lưu ý giúp em nha, chuyến sau không có giá này. Ở bên này người ta thái đi xách tay gì cho mấy chị, bèo lắm cũng được 145 ngàn. Em gom mấy chị 79 ngàn, đúng một chuyến thôi nha mọi người nha, đúng một chuyến ngày hôm nay thôi, đúng một chuyến đợt này thôi, chuyến sau không có giá 79 ngàn nữa. Rồi chị em nào lấy ghi giùm em là nón Adidas ha, em hai nón đen ok. Em nói trước nha mấy chị nha, nếu mà mấy chị đang có ý định mà khách quen đang có ý định mua nón thì em khuyên mấy chị mua đi, tại vì chuyến sau sẽ không có giá này, em nói chân thành đó. Cái thứ hai nè, nón em cho mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận, cho nên mấy chị không sợ là Thủy ơi nón có đẹp hay không. Không đẹp ở bên Thái người ta không bán mấy chị mấy trăm ngàn một cái đâu mọi người. Em nói thiệt sự nha, không đẹp không có bán mấy chị mấy trăm ngàn một cái đâu. Chị em nào lấy nón lên nón giùm cho em ha. Nón Adidas đen hoặc nón Adidas kem 79 ngàn, nón Adidas đen hoặc nón Adidas kem 79 ngàn, lên đơn giùm em. Nha mấy chị, lên đơn giùm em ha. Đói bụng quá, đói bụng luôn. Rồi còn cái tay này ship tiếp sữa rửa mặt bò, nó vừa giúp cho mấy chị mịn da, trắng da, sạch da, thơm thơm nữa nha, và nó còn xây khích lỗ chân lông nữa nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, ghi rõ giùm em là sữa rửa mặt bò em gom cho mấy chị giá sale còn có giá 97 ngàn, 145 đang sale còn 97. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, 97 ngàn. Chị nào lấy lên nha. Không, đây bởi vậy đợi lâu lắm. Đây nha mấy chị nha, mình vừa nhận nón này đẹp lắm luôn, mắng tim nhíp phải không đấy, mới vừa nhận đẹp xong mua thêm hai cái nữa, nó xạo mất lọc đó mọi người. Thấy chưa? Đây nè, nhíp phạm nè, mình mới vừa nhận hai cái này đẹp lắm rồi bây giờ mới mua thêm hai cái nữa, thấy chưa? I love you. Đây nha mấy chị nha, lên cho em sữa rửa mặt bò, sữa rửa mặt bò 97 ngàn, sữa rửa mặt bò 97 ngàn nha. Cái này là sữa rửa mặt bò nguyên chất giùm em 97 ngàn ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Không có nặng nó nữa, đặt đặt ở bên đây giờ lấy luôn. Nha. Rồi, đỡ đi, vô trong đây nè. Ồ, về thuốc tay trong này nghỉ hả? Hỏi thử coi, đi là hỏi thử coi, lấy luôn đi. Đây nha mấy chị nha, nón đắt đen ok chị, sữa rửa mặt bò ok chị, 70, ô quên 97 ngàn nha, nón thì 79 nhưng mà sữa rửa mặt bò là 97 nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi thì mấy chị, cái này là kem đánh răng ông già, ở lộn kem đánh răng, kem cái hũ trắng răng. Chị nào bị vàng răng, bị ố răng, bị cao răng, bị vôi răng, bị hôi miệng, mấy chị sử dụng giùm em. Một hũ đặc trị trắng răng của Thái, hàng cao cấp giùm em nha mấy chị nha, hàng cao cấp này. Nó có cái mộc ASEAN ở đây, nó bảo vệ được chân răng cho mấy chị này, kể cả răng thường, răng liền và răng sứ nha. Mấy chị lấy cái bàn chải quyệt miếng kem đánh răng này lên, nặng kem đánh răng hàng ngày ra, mấy chị chà chung cho em một ngày 2 lần sáng tối. Cái hũ này nó là chuyên về đặc trị trắng răng, bị hôi miệng này, bị vàng ố chân răng thì mấy chị sử dụng giùm em. Một hũ như thế này giá của nó là 75 ngàn, hàng cao cấp là 75 ngàn. Em gom sale cho mấy chị 49 ngàn. Chị em nào lấy thì ghi giùm em là hũ trắng răng 49 ngàn, hũ trắng răng 49 ngàn, hũ trắng răng 49 ngàn, lên đơn giùm em. Có 49 ngàn thôi nha mấy chị, nhưng mà thôi xài cực kỳ ghiền, xài thử một hũ đi ok rồi mua thêm nha mấy chị. Em nói thiệt á, chị nào ưng á mấy chị mua thử một hũ đi ok rồi mấy chị mua thêm. Cái mùi nó the the mát mát mà nó sạch cái răng miệng mình lắm. Mấy chị đợi giùm em, ngày đầu tiên mấy chị xài, ngày thứ hai mấy chị xài, ngày thứ ba mấy chị xài, ngày thứ tư mấy chị xài. Mấy chị đợi giùm em có tầm 3-4 ngày liên tục tới 5 ngày liên tục đi, mấy chị đợi giùm em đi. Cái vàng ố chân răng của mấy chị nó trắng hơn nha. Nó kiểu như nó đỏ xỉn màu hơn, rồi mấy chị cứ xài liên tục cho em hết một hộp đi. Làm mấy chị đã thấy nó khác biệt liền. Này, răng bị ố vàng mấy chị xài từ từ nó bật tông mấy chị thấy chưa? Mà có 49 ngàn thôi. Hàng cao cấp giùm em nha. Cứ giùm em hũ trắng răng 49 ngàn, hũ trắng răng 49 ngàn, lên đơn 49 ngàn thôi, đừng tiếc. Thì có mấy chị 49 ngàn thôi, đừng tiếc, nhưng mà hở nó tốt cho răng miệng mình lắm nha mọi người nha. Nó nói gì? Nhiều lên đã thấy đâu. Nhiều xe đơn khách nọ, đơn nọ đơn khách nhiều lắm. Ủa bây giờ đóng ngàn hai ba nó lấy cái mắt mới tự nhiên đâu có tay được. Đây nha mấy chị nha, hũ trắng răng chống nắng ok chị. À dầu này mọi người, dầu á em có nước nước trắng, nước vàng.
chị nào lấy nước trắng lên cho em nước trắng, chị nào lấy nước vàng lên cho em nước vàng. À, dầu này, dầu da sữa rửa mặt bò, một nón trắng, một bớt vàng, dạ ok chị. Rồi, trắng răng ok chị, ba hũ trắng răng ok chị, chống nắng ok chị. Rồi, nón đen ok chị, em thấy rồi nha chị ơi. Rồi, nhớ mấy chị nha, đây, dầu ông già này, dầu ông già nước trắng, dầu ông già nước vàng. Nhớ mấy chị, một chai như thế này em gom mấy chị 19.000. Mấy chị lấy trắng lên trắng, lấy vàng lên vàng, 19.000 một chai. Nhớ mấy chị, 19.000 một chai. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ha. À, chị nào lấy lên đơn giùm em. À, mới nãy có mấy chị hỏi em là nhang đúng không? Này mấy chị, nhang thơm bớt vàng, mấy chị ghi cho em bớt vàng nha. Bớt vàng cộng lì xì. Rồi, đây là nhang thơm này, chống nắng nano như em. Chống nắng nano em gom cho mấy chị 69.000. Em đang gồng giá nha mọi người nha. Em nói trước luôn, cái này là trong thời gian tới em sẽ bị tăng giá, cho nên là mọi người đừng có bất ngờ nha mọi người nha. Tại vì bây giờ này mấy chị thấy người ta đang bán, mấy chị có bèo lắm, có rẻ rề rẻ thúi ra cũng 85.000, 95.000, 100, 120, 130, 150. Em bán mấy chị có 69.000 là em nói thiệt mấy chị em lời chưa tới được 1.000 luôn. Tại vì bạc nó đang tăng, thà nó tăng giá thì mình đỡ, nhưng mà còn cái này là nó tăng giá bạc mấy chị, đổi tiền bạc đó nó tăng mọi người ơi, nó tăng mười mấy giá luôn á, mười mấy hai gần 20 giá luôn á mọi người. Cho nên nó là có sao nói vậy nha, chiều hôm qua á là nó giảm xuống được hai giá, xong ngày hôm nay nó tăng lên lại một giá nữa. Hồi bữa trước á là 19 giá rồi, nó tăng lần 19 giá, em choáng rồi. Xong qua ngày hôm sau nó tăng tới 24 giá. Ui, em mất hồn luôn. Ngày hôm đó là cũng như không dám chuyển khoản, không dám lấy tiền, không dám gì hết. Xong rồi, tại vì em ở bên này là em phải cập nhật giá thường xuyên, đỡ bên đó gửi tiền qua cho em ấy. Trời ơi, em nói thiệt với chị nha, nó tăng dữ lắm mọi người. Cho nên là mấy chị nào có ưng thì lấy thôi, chứ còn là bây giờ là đang cố gắng gồng giá cho mọi người. Dầu một trắng một vàng. Rồi với chị nha. Rồi, hai chai nhí em. Dầu hai chai chị lấy hai màu hả? Dầu hai chai chị lấy hai màu hả? Chị Âu Phượng là em ghi một dầu ông già trắng, một dầu ông già vàng ha, 19.000 một chai. Cái nhang này nè mấy chị, thiệt luôn á trời, bữa qua giờ em đặt nhiều lắm mà nó có ít thôi nha mấy chị nha. Một bó như thế này bình thường là 65.000. Cái này là bó nhang thơm, đốt lên nó có hương thơm ấy mấy chị. Bữa nay mấy chị siêu thị sale còn có 29.000 à. Rẻ lắm luôn. Chị nào lấy lên giùm cho em nha, 29.000. Chị nào lấy thì ghi giùm cho em là nhang thơm 29.000. Mấy chị một bó một màu, hai bó hai màu mà mấy chị nghĩ đi, 40 cây lận mấy chị. Thì bây giờ nè mấy chị thắp hương bàn thờ, thắp hương ông địa hay là thắp hương tổ tiên đều tốt hết nha mấy chị nha. Lên giùm cho em là, ghi giùm cho em là nhang thơm ha, nhang thơm 29.000. Mấy chị lấy bao nhiêu bó lên giùm em, nhang thơm 29.000. Mấy chị lấy bao nhiêu bó lên, thiệt luôn chồng em mới lấy thêm được mấy chục bó ở đây nữa nè. Đâu tiêu nổi thêm nổi gì hết rồi nè. Hỏi nó thử giờ có lấy lại đây được không, rồi xong rồi tính tiền thì kêu nó trở lại khách sạn cho mình luôn đi. Rồi cho mấy chị nha, ghi giùm em nhang thơm 29.000 lên đơn thiệt. Nghe em mấy bà khách quen, nghe em thử bó hai bó đi, ok mua thêm. Mà cái quan trọng nè, bữa nay họ nó sale rẻ, bình thường nó tới 65.000, bữa nay nó sale còn 29.000, cho nên là em mới nói mấy chị là ưng là mấy chị mua liền đi, có 29.000 một bó thôi, mà một bó tới 40 cây. Mấy chị nghĩ thử đi, nó rẻ ơi là rẻ luôn nha mọi người nha. Không chị ơi, Phật em đeo không có thỉnh nha chị. Rồi, hai gói nhang thơm ok chị, hai bó nhang thơm ok chị, hai gói nhang thơm ok chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em nhang thơm 29.000 ha. Nhang thơm 29.000 nha mấy chị nha, nhang thơm 29.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Nhang thơm 29.000, nhang thơm 29.000. Nhang thơm 29.000. Bốn gói nhang thơm ok chị. Rồi chị nào lấy nhang thơm lên giùm em nhang thơm nha. Rồi cái này là xét kem đánh răng ông già này mọi người. Chị nào bị vàng răng, bị ố răng, bị cao răng, bị vôi răng, đặc biệt bị hôi miệng thì chị sử dụng dùm em. Một set hai tiếp như thế này là 145.000. Em đang gom sale cho mấy chị còn 79.000 một set hai tiếp. Một tiếp là 150g, hai tiếp là 300g kem. Nha mấy chị, hàng chính hãng mấy chị đổi dùm em. Cái chất kem của nó là màu trắng. Hàng giả của nó là cái chất kem của nó là màu nâu như thế này nè mấy chị, và cái mùi nó hôi chứ nó không có thơm như hàng chính hãng. Cái mùi hàng của chính hãng là nó thơm cái mùi bạc hà, cho nên mấy chị lưu ý giúp em ha, đừng có mua bị nhầm nha mấy chị nha. Rồi một set hai tiếp giùm em từ 145.000 còn 79.000. Xài cái này bảo đảm mấy chị không muốn xài qua dòng khác luôn. Chị nào lấy thì ghi giùm em là set kem đánh răng ông già 79.000, set kem đánh răng ông già 79.000 lên đơn nha mấy chị, 79.000 một set hai tiếp nha. Thank you.
Rồi mấy chị nha, chị nè, trời ơi, mặt nạ vàng da mụn dùng được không em? Quá ok luôn nha, Minh Vi Nguyễn cực kỳ ok luôn nha chị. Cực kỳ ok luôn, nạ vàng là mấy chị sử dụng vô bị mụn đồ là ok lắm. Tại vì họ mấy chị biết vì sao nó lột được cái chân mụn của mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha, xét kem đánh răng ông già 79.000, xét kem đánh răng ông già 79.000 lên đơn. Xét kem đánh răng ông già 79.000, xét kem đánh răng ông già 79.000, 79.000 một set 2 tiết nha mấy chị nha, quá rẻ luôn. Chị nào lấy lên nha mấy chị nha. Chị hỏi cái gì ta? Nó nhảy comment. Còn áo đen hoa hồng và em còn chị Hiến Hòa ơi, còn 50kg tới 90kg đủ size 175.000 nha chị Hiến Hòa. Còn chị em mới lấy luôn á, mẫu mới ra á chị, còn hàng nha. Rồi nước cốt chân chuối ok luôn ạ. Rồi này mấy chị, cái bông tăm này một gói của nó là 100 cây, hai gói là 50.000 nè. Một nó dính một lần này, nó bán một lần hai gói vậy là 50. Bây giờ này mấy chị, em gom mấy chị theo giá sale. Một gói chỉ có giá 12.000, hai gói chỉ có 24.000 thôi. Chị em là lấy ghi chị em là bông tâm 12.000, bông tâm 12.000, lấy bao nhiêu gói lên giùm em. Một gói thì nói em lấy một gói, hai gói thì nói em lấy hai gói, năm gói thì nói lấy em năm gói, 10 thì lấy 10. Nha mấy chị nha, ghi giùm em là bông tâm 12.000 một gói, bông tâm 12.000 một gói, bông tâm 12.000 một gói. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha, 12.000 nha mấy chị nha, 12.000. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, 12.000 thôi. Chị nào lấy lên giùm em nha quý chị nha, cứ giùm em là bông tâm 12.000. Bông tâm 12.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cái cục sáp rửa mặt này. Mấy chị ghiền hai nón đen và ok chị Trương Thủy này. Mấy chị ghiền á, cái gì ta, ghiền cái gì? À ghiền cái serum của nó rồi, ghiền cái serum HIA của Thái rồi đúng không? Mua thêm cái cục rửa mặt HIA của Thái nữa đi, xài đã lắm. Một cục như thế này 85.000, nó có tinh chất vàng bên trong cho nên nó sẽ giúp trắng da, sạch da mịn da cho mấy chị ha, xe khít lỗ chân lông nữa. Trắng da là cái đầu tiên luôn nha mấy chị thấy nha. Một cục sáp rửa mặt HA từ 85.000 sale cho mấy chị còn có giá là 39.000. Ghi giùm em là sáp rửa mặt HIA 39.000, sáp rửa mặt HIA 39.000, sáp rửa mặt HIA 39.000 lên đơn nha mấy chị nha, đã lắm mọi người đừng tiếc. 39.000 cục thôi, chị nào lấy lên giùm em ha. Sáp rửa mặt HIA 39.000, chị nào lấy lên giùm em nha. Chị nào lấy giùm em ạ, nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Sáp rửa mặt HIA nha mấy chị nha. Chồng ơi, dầu trắng không hết rồi đó, chồng thấy chưa. Này cái áo hoa hồng nè, áo hoa hồng vàng nè, đẹp chưa. 50kg tới 90kg ha, 50 tới 90 em gom mấy chị là, ủa cái gì thì nhớ ghi chú cho chị luôn, để chị lấy luôn nha thầy. Rồi 50kg tới 90kg 175.000. Rồi chống nắng nano ok chị, xét kem đánh răng ông già ok chị, bông tẩy quên bông tâm ok chị. Rồi nghe em, mua một cục này vừa xài. Sáp rửa mặt HIA 39.000, sáp rửa mặt HIA 39.000 lên đơn giùm em. Sáp rửa mặt HIA 39.000 nha mấy chị nha. Hai kẹo ngậm ho ok chị. Từ từ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Sáp rửa mặt HIA 39.000, sáp rửa mặt HIA 39.000 lên đơn giùm em. Trời trời Phạm Bình muốn cắn móng da, chị nghe em xài thử một chai nha. Nó mà không căng cái da chị, nó không mịn cái da chị bỏ hàng nhà em đi, đừng mua hàng nhà em nữa. Em nói thiệt chị luôn á. Serum thần của Thái. Đây nè chị. À, áo hoa hồng vàng. Số ký chị Hiến Hòa ơi, số ký hai dung dịch vòi xịt nhé. Dạ hai chai dung dịch lớn. Dung dịch lớn là 125 đang sale còn 75 á chị. Áo hoa hồng chị lên giùm em số ký nha. Này chị thử đi chị Phạm Bình. Cái xài thử một chai thôi. Em đang sale từ 125 còn 87.000. Thử một chai thôi nha. Cái da chị nó không mịn hơn, nó không trắng hơn, nó không đẹp hơn. Em cho nghỉ mua hàng nhà em đi. Nghỉ mua hàng nhà em nói thiệt luôn á. Nhiều quên mẹ rồi, 87.000. Chị nó ơn gửi chị em sáp rửa serum HIA 87.000. Ngon lắm. Chị nào có ý định là ở Thủy ơi, dùng cái loại serum nào ok, dùng loại serum nào tốt, dùng loại serum nào mà mình dưỡng trắng da cho nó căng da, nó xe khít lỗ chân lông và đặc biệt là nó nuôi dưỡng da Thủy ơi. Trời ơi đừng bỏ qua serum HIA thần thánh này nha mọi người nha. Cái này là phiên bản mới hơn so với phiên bản cũ, mà phiên bản cũ đã ok rồi đúng không? Mà phiên bản mới nó còn tinh chất nhiều hơn, nó dưỡng ok hơn nữa. Nó mới ra được ở tầm 5-6 ngày nay thôi nha mấy chị nha. Nhiều quên rồi. 87.000. Chị em nào lấy gửi chị em là serum HIA 87.000 lên đơn nha mấy chị, 87.000 thôi. Chị em nào lấy lên đơn giùm em nha, serum HIA 87.000 một chai.
sáp A dùng sạch thơm lắm chị, cảm ơn em. Chị xem dầu trắng hả? Đây dầu trắng đây chị. Dầu trắng 19.000, dầu vàng 19.000, dầu trắng 19.000, dầu vàng 19.000. Với lại em nói với chị nghe này, một chai cũng một giá ha. Ví dụ như mấy bà sẵn sàng, mấy bà lấy thì ơi chị lấy 10 lóc như thế này có giảm giá không? Không, đúng giá 19.000 một chai. Tại vì bình thường em bán chai này 25.000 lần, mà giờ nay em giảm mấy chị còn có 19.000 một chai á, cho nên là em đỡ luôn cái giá đó. Sỉ lẻ gì á, mấy chị muốn lấy bao nhiêu thì tùy mấy chị nha. Mấy chị muốn lấy bao nhiêu thì tùy mấy chị. À, bây giờ họ nói em tin đâu mấy chị thử ơi, chị mua 10 lóc có giảm giá hay không? Dạ em nói luôn không giảm giá nha mấy chị nha. Ủa dầu trắng hết rồi nè. Dầu vàng đặt chưa? Dầu trắng dầu vàng đâu, cái hũ kẹo ngậm ho đâu, lấy lại giùm. Đây mấy chị nha, xài serum A nhà Thủy đã lắm. À, sao không cho chai lớn? Chị không phải không chai lớn, bây giờ mà chị sẵn sàng mà chị mua đâu có chai lớn là em là hàng giả liền luôn á. Công ty của nó chỉ có ra chai như thế này thôi chị. Bây giờ mà nó ra chai lớn là biết ngay hàng giả liền luôn. Hiện tại là cái chai như thế này nha chị nha. Chứ đừng có thấy ê sao cái chỗ kia nó bán hỏi chai to thiệt to. Đã quá, tao mua cái chai to luôn xài cho nó đã. Không chị ơi, giả luôn. Hàng chính hãng tại siêu thị này nha mấy chị nha. Cái chai nó như thế này giùm cho em. Tuy nó nhỏ thiệt nhưng mà cực kỳ có vỏ. Nhiều quên mẹ, cái 7.000. Rồi chị em nào lại lấy giùm em. Nhiều chị thích lắm, thích quyền lắm. Nhưng mà nó không có chai to đâu nha mọi người. Nó không có chai to đâu nha mấy chị. Rồi lấy luôn kẹo ngầm hỏi chồng. Hỏi chưa? Hỏi chưa? Ờ cái này nằm ngoài mà. Chị hỏi nó bao nhiêu hũ lấy luôn ấy. Kẹo ngầm hoa nha mấy chị nha. Gì có ngủ này nè. Ít còn mà trong nhà cho vô. Không mớ. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Rồi kẹo ngậm ho, chị nào bị ho, bị đau họng, bị khan tiếng, bị tắc tiếng, bị viêm họng ngậm cho em. Một lần ngậm như thế này 5 viên. Mấy chị ngậm cho em một ngày 5 lần, ngày hôm nay qua ngày hôm sau hết ho, hết đau họng, hết khan tiếng luôn. Cực kỳ hiệu quả, bà nào nặng nặng hơn cỡ trong vòng 2 ngày ngậm liên tục cho em 2 ngày. Bà nào nặng hơn nữa trong vòng 3 ngày dứt điểm nha. Trong bà nào nặng hơn nữa trong vòng 3 ngày dứt điểm nha mấy chị. Ho mà muốn văng cái phổi ra ngồi luôn á mấy chị, sáng ho, trưa ho, tối ho, nằm ho, ngủ ho. Em nói thiệt ăn ho, uống ho. Mà mấy chị cái kiểu cái gì cũng mắc ho, mấy chị ngậm cái này cho em đi nha, nó tốt lắm mấy chị ơi. Chị nào lấy ghi giùm em hả? Rồi mấy chị nha, ghi giùm em là kẹo ngậm ho 35.000, xem mấy chị 15.000 một hũ. Chị nào lấy ghi cho em kẹo ngậm ho 15.000 để chị một ao mộng mới nghe Thủy 58kg và ok chị này. Nhớ ghi chú lại cái số ký lại, cái quên cái size lại để chị lấy chị đem về nha. Rồi chị nào lấy ghi cho em kẹo ngậm ho 15.000, kẹo ngậm ho 15.000 lên đơn giùm em nha. Trời hay lắm mấy chị, hay lắm, bị ho. Mấy chị biết hồi bữa họ mới là em làm tự nhiên em bị cảm không? Em cảm, em nói cho em đầu thư chồng em là quay qua tới cái like cho em ấy. Cái xong mới họ mấy chị em ngậm liền lúc đó 5 viên. Nhưng mấy chị nha là ngày hôm sau là ngủ một giấc qua sáng hôm sau là không còn miếng nào luôn á. Rồi ok mấy chị nào lấy serum thì cứ lên cho em serum nha. Rồi chị nào lấy kẹo ngậm ho lên cho em kẹo ngậm ho 15.000 một hũ lên đơn giùm em. Kẹo ngậm ho 15.000, kẹo ngậm ho 15.000 lên đơn ha. 15.000 thôi nha mấy chị nha, 15.000. Rồi nha mấy chị nha. Dung dịch vệ sinh, chai này là 200g ha. Dung dịch vệ sinh, cái này những chị nào mà bị mồ hôi nè. Vừa hay lắm, không cần uống thuốc bắn tim chị. Hay lắm, không cần phải uống thuốc đâu. Nếu mấy chị đơn giản bị ho, bị đau họng không thì mấy chị ngậm cái này thôi. Trừ trường hợp với họ mấy chị vừa bị ho, bị đau họng, bị sốt thì mấy chị mua thuốc luôn mấy chị uống. Nhưng mà mấy chị cứ ngậm kèm cho em kẹo ngậm ho vô đi, nhanh hết cực kỳ, đáng lý 3 ngày nó mới hết. Thì bây giờ mấy chị ngày rưỡi là nó hết rồi, là hết đau họng, hết ho đó. Chứ nó còn nó không có hết trị sốt như mấy chị nha, nó không có trị sốt. Nhưng mà trị ho, trị đau họng, trị khan tiếng, trị tắc tiếng hoặc là bị viêm họng là rất là ok luôn. Không cần phải uống thuốc nếu mà bị những cái chứng đó. Còn nếu trường hợp mà mấy chị kèm theo nóng sốt cảm cúm gì đó thì mình phải uống. Nhưng mấy chị tại vì nó không có trị cảm cúm mà nó cũng không có trị sốt. Nó chỉ ho, đau họng, khan tiếng, tắc tiếng liên quan tới cuốn họng mình này. Đó, nói nhiều hoặc là mấy chị nào mà live stream hoặc là nói nhiều hoặc là hát nhiều hay là dạy rồi mấy chị đi dạy rồi rất là cần luôn ha. Rồi dung dịch vệ sinh. Chai này là chai lớn 200ml 125.000, em gom sale cho mấy chị còn 72.000 một chai. Chị nào lấy thì gửi cho em dung dịch vệ sinh. Thứ nhất, mấy chị xài cái chai này nè, nó sạch sẽ cô bé cho mấy chị lắm. Nó không có bị mùi hôi. Cái thứ hai nữa, chị nào mà dễ bị viêm nhiễm nấm ngứa phụ khoa mấy chị nên xài cho em. Cái thứ ba nè, mấy chị nào mà có con, mấy chị từ 8 tuổi trở lên mấy chị cho con xài. Không phải đâu mấy chị, nè, nó có chữ thập ở đây nè. Nha mấy chị nha. Đây mấy chị nha, chị nào
Bữa nhận hàng dung dịch sao không có cái bao ở ngoài chị. Em ơi chị nói nghe nè, cái chai nhỏ đúng không? Cái chai nhỏ làm gì có em? Cái chai nhỏ làm gì có? Nó có cái nút nó chặn ngay chỗ đó thôi chứ làm gì có. Ha, em mua bao nhiêu? Em mua 29 ngàn chai phải không? Cái chai cái chút xíu bà ơi, cái chai đó là nó đúng là như vậy đó. Trừ trường hợp em mua cái chai to thì nó mới có cái bao, là bởi vì cái vòi thì người ta sợ nó bị bung cái vòi ra, người ta mới có cái bịch bóng người ta chặn lại. Chứ còn cái chai nhỏ nó xịt cái ngõ nào đâu nào mà cần gì phải chặn em. Cái hàng người ta sản xuất sao đêm qua là vậy rồi giao thôi. 1.000 người không ai hỏi, có một mình em hỏi luôn á. Rồi nha mấy chị nha, em muốn có bao mua chai to, gửi cho em dung dịch vệ sinh lớn 72.000, chị nào lấy lên giùm em nha. 4 karaoke chị xài buổi tối, đúng rồi nha chị Mai Lê ơi. Rồi dùng sạch dịu nhẹ đã lắm. Thứ nhất nè, mấy chị nào dễ bị mùi hôi ha, dễ bị mùi hôi nha, dễ bị mùi hôi nè nha mấy chị, dễ bị mùi hôi ha. Chị nào mà dễ bị mùi hôi là thứ nhất nè, thứ hai nữa mấy chị dễ bị viêm nhiễm nè, thứ ba nè, chị nào mà hay bị huyết trắng hoặc là dịch dơ dịch vàng nè nha. Thứ tư nữa này mấy chị là mấy chị nào mà hay bị gì ta đẩy ra cái dịch dơ dơ mấy chị à, đó nhớt nhớt đó là mấy chị sử dụng dùm cho em. Một chai dung dịch như thế này em gom mấy chị giá sale là còn có giá 72.000, chị nào lấy lên dùm em dung dịch vệ sinh 72.000, dung dịch vệ sinh 72.000 lên đơn nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên dùm em ạ. Trời ơi bây giờ nó hỏi tôi một câu và tôi mệt mỏi nó lắm luôn á. Làm sao mà tại vì không có biết được. Ủa không biết được có đợt á thì nó có bao, có đợt nó không bao, thì tự nhiên giờ nó hỏi tôi và tôi chịu luôn á. Không có ai đợi ý kỹ to, tôi bán 1.000 người, tôi bán mấy ngàn người luôn, không có ai hỏi tôi mấy cái vấn đề này luôn á trời. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha, gửi cho em dung dịch vệ sinh 72.000, dung dịch vệ sinh 72.000 nha mấy chị. Kẹo ngậm ho ok mấy chị. Rồi combo đồ ok chị nè. Rồi cái này là sữa rửa mặt gạo, bổ sung vitamin E và collagen nha, bổ sung vitamin E và collagen, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rửa sạch da, trắng da và mịn da, chị nào lấy lên giùm em 55.000 nha mấy chị nha. Rồi dùng tuyệt vời, không muốn dùng loại khác luôn đúng không chị? Xài hơn chục chai nhưng mà vẫn ghiền dùng loại này. Em xài cái này những lúc mà nhiều khi á em đi qua Thái mà em quên đem sữa rửa mặt á, em toàn dùng nó em rửa mặt không á mọi người. Em toàn dùng nó em rửa mặt không nha mấy chị nha. Em dùng cái chai này em rửa mặt á là mấy chị đồ biết là độ an toàn nó cực kỳ cao luôn. Em dùng cái chai đó em rửa mặt nó rất là sạch luôn nha mấy chị, nó rất là sạch luôn á. Em dùng nó em rửa mặt luôn mấy chị là mấy chị biết là nó an toàn tới mức nào ha. Do quên nó mấy chị, nhiều khi đi mà quên đem sữa rửa mặt ấy. Mấy hôm mà đi mà nói chuyến á mấy chị, nói chuyến em phải ở lại Sài Gòn một đêm á thì đâu có đem theo đâu mấy chị. Cho nên là cứ việc ở bên này thì em có bỏ đồ ở bên này rồi, nhưng mà đi nối chiến là nhiều lúc đó em không có đem theo, là phải ở lại một đêm á, là em toàn là em dùng cái đó luôn cho nó gọn á mấy chị, quên đem sữa rửa mặt. Còn ở bên Thái là em vẫn có hàng ở bên Thái, em vẫn có hàng, em bỏ đồ em ở bên Thái này nè, tại em qua là em xài thôi, còn đi nối chiến là em không có xài. Rồi nha mấy chị nha, em không có đem theo. Rồi cái này là tiếp dưỡng da tay Vaseline. Một tiếp dưỡng da tay Vaseline như thế này là 75.000. Chị nào lấy làm em ạ. Cái này là chuyên dưỡng bàn tay nha, chuyên dưỡng bàn tay nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi cho em là dưỡng da tay 75.000, dưỡng da tay 75.000, không có lai áo em ơi. Dưỡng da tay 75.000, chị nào lấy lên giùm em, dưỡng da tay 75.000. Cái này là Vaseline chuyên dưỡng da tay của Thái nha mấy chị nha, 75.000 à. Chị nào lấy lên giùm em ha, 75.000 nha mấy chị nha, 75.000. Chị nào lấy ghi cho em là dưỡng da tay 75.000, chị nào lấy lên đơn ha. Dưỡng da tay 75.000 lên đơn giùm em, dưỡng da tay 75.000. Cái này là chuyên dưỡng da tay nha mấy chị nha, nó làm mềm tay, làm mịn tay, hoặc là những chị nào mà da tay hay bị khô á, bị chai sần á thì mấy chị sử dụng giùm em ha, 75.000. Rồi chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, dưỡng da tay 75.000. Dưỡng da tay 75.000 giùm chị em ha, dưỡng da tay ok chị này. Rồi nha mấy chị nha. Còn cái này là sổ dung. Cái này là sổ dung này. Chị nào lâu rồi mà chưa sổ dung thì mấy chị nên sổ dung nha. Một 6 tháng mấy chị sổ một lần. Bé thì từ 18 tuổi trở lên thì mới sổ dung của người lớn này nha. Nó sổ 5 loại dung. Một viên sổ dung như thế này giá của nó là, ôi bữa nay em gom mấy chị có 35.000 một viên thôi. Chị nào lấy thì ghi cho em là sổ dung 35.000, sổ dung người lớn 35.000. Một viên như thế này mấy chị uống cho em
trước khi đi ngủ. Ví dụ như mấy chị muốn mai sổ dung thì tối nay mấy chị uống, khuya nay mấy chị ngủ, trước khi đi ngủ mấy chị uống với em duyên, rồi sau đó sáng dậy là nó sẽ cái dung của mấy chị nó sẽ đẩy ra theo bằng đường ị hết nha mấy chị nha. Chị nào lại ghi giùm em sổ dung như quên rồi ta, 35.000. Chị nào lại sổ dung lên giùm em sổ dung nha, 35.000. Chị nào lấy sổ dung lên giùm em sổ dung 35.000 ha. 35.000 thôi nha mọi người nha, sổ dung 35.000, sổ dung 35.000. Rồi, cái này là tiếp tẩy tới bào chết body. Mấy chị coi giùm em này. Tẩy nó ra cái cục cục như vậy luôn nha mọi người nha, tẩy nó ra cục cục luôn. Đầu tiên này mấy chị nặng ra, sau đó mấy chị massage da 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 tay đang khô như thế này nha, đang khô như thế này nha. Mấy chị đừng có thấm nước, đang khô. Mấy chị nặng ra về sau mấy chị massage cho em. Trời ơi em nói thiệt nha, có bao nhiêu lớp tế bào chết nó ra sạch sẽ cho mấy chị hết. Nó sạch mà nó mịn lỉm cái da cho mấy chị luôn á. Sờ lên nó trơn lùi cái da cho mấy chị luôn. Ra cục như thế này là còn đỡ nha mấy chị. Cái cục của mấy bà nhiều khi mà lần đầu tiên mấy bà tẩy, hoặc là cỡ tầm là 1 năm 2 năm đổ lại về đây mà mấy bà chưa tẩy á, nó ra cái cục bự gấp đôi như vậy nè. Lần đầu tiên em tẩy mà tới bây giờ em vẫn còn ớn lạnh đó mấy chị. Cho nên là cái tiếp này tẩy là ghiền, tẩy là ghiền, tẩy là sướng, tẩy là sướng. Và đặc biệt nó giúp trắng da cho mọi người, bởi vì nó là của hãng Cathidol dùm cho em. Tẩy khô nha mấy chị, cái da tay mấy chị đang khô này mấy chị nặng ra rồi mấy chị massage cho em là nó ra tớp tới bào chết cục cho mọi người luôn. Mà nó sạch da lắm. Khi đó rồi mấy chị thoa kem dưỡng nè, mấy chị dùng kem dưỡng hay là dùng serum hay là mấy chị dùng cái gì để dưỡng da tay mấy chị cũng đều rất nhanh lên tông, cực kỳ nhanh lên tông luôn. Là bởi vì mấy chị cái da mấy chị nó sạch thì mấy chị nó sẽ thấm hút nhanh và nó sẽ nhanh lên tông hơn so với việc là cái da tay của mấy chị nó còn nhiều lớp tế bào chết. 87.000, 125 giảm còn 87.000. lên đơn giùm em tẩy tế bào chết body 87.000, tẩy tế bào chết body 87.000 dành cho body ha. Cổ nha, tay chân này nha mấy chị, bàn tay đàn chân luôn gì đó là những cái chỗ đó là mấy chị tẩy của cái bàn chân nha mấy chị nha, không dám tẩy luôn mấy chị, tẩy nó ra nhiều quá tẩy nó ra nhiều quá sợ luôn á nha mấy chị nha. Chị nào lại gửi cho em là tẩy tới bào chết body 87.000, tẩy tới bào chết body 87.000 lên đơn nha mấy chị, 87.000 thôi. Thiệt á, lần đầu tiên mấy bà mà tẩy xong là tụi nó bà dùng mình luôn nha. Có người thì thường xuyên tẩy rồi á thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà có người mà lâu ơi là lâu mới tẩy một lần là em nói thiệt của bà luôn, nó muốn bỏ ăn luôn, ra gớm lắm. Rồi nha mấy chị nha, cái này á là cái cây bàn chải này, dầu gội gừng hả? Không có chị ơi, không có dầu gội gừng nha. Nè mấy chị coi bàn chải lông mềm lắm, cái này là bàn chải Thái, cái này là bàn chải của y tế giùm em nha, bàn chải y tế nha mấy chị. Bình thường một set như thế này là 196 bạc, bữa nay gom sale mấy chị 59.000 một set 4 cây bàn chải Thái, xài cực kỳ lâu tà và cái lông nó mềm nha mấy chị. Chị nó ơn gửi chị em là set bàn chải Thái 59.000 4 cây, set bàn chải Thái 59.000 4 cây. Hồi mấy bữa em bán lẻ cho mấy chị là gom theo giá sale nha, mà bán lẻ là 25.000 cây, mà 2 cây á là 50.000, mà bữa nay nè 4 cây mà chỉ có 59.000 thôi. Bởi vậy cho nên nó rẻ hơn rất là nhiều lần. Chị em nào lấy thì ghi giùm cho em là gì quên rồi mấy chị. Xét bàn chải Thái 59.000 4 cây, nó có cái nắp đậy này, mấy chị đi chơi đi du lịch đồ gì cũng rất là tiện ha. Hoặc là cái đơn giản thôi mấy chị sợ chuột dán rồi nó bò lên, sợ nó dơ thì mấy chị dùng cái này này, mấy chị đậy lại, đánh răng xong mấy chị đậy lại rồi mấy chị dắt vô cái chỗ ống răng á thì nó rất là sạch sẽ luôn nha mọi người nha. Lên chị em xét bàn chải Thái 59.000, xét bàn chải Thái 59.000 giùm cho em nha mọi người. Rồi xét bàn chải Thái 59.000. À, nhưng mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em, ghi rõ giùm em xét bàn chải Thái nha mấy chị nha, 59.000. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. À, chồng cái chai dưỡng thể đâu chồng, cái chai dưỡng thể em ra Putin đâu. Cái chai dưỡng á mấy chị, nó có đây. Cái loại này á là loại HIA này. Cái loại HIA này mấy chị, cái loại này nha. Chị nào mà dưỡng muốn để cho nó mềm da và nó mịn da ấy, hoặc là da chị nào mà khô như da rắn á, kể cả là cái gót chân của mấy chị luôn, hay bàn chân của mấy chị nó khô và nó sần ấy, hay là da mấy chị xỉn màu, hoặc là da mấy chị mà cái kiểu như là nó không có mềm có mịn được, mấy chị sử dụng body HIA của Thái đi mọi người, ghiền serum của nó, đừng có bỏ qua cái hũ này. Và cái thứ hai nữa là nó luôn hương thơm cho mọi người ha. Một cái hũ body HIA như thế này nè là 120, em gom mấy chị có 65.000 thôi. Cái này nó có ba công dụng chính nha, thứ nhất là dưỡng trắng, thứ hai là mềm mịn da, kể cả da khô như da rắn luôn, cái thứ ba là nó giúp cho mấy chị lưu hương thơm
nha mấy chị, nó giúp cho mấy chị luôn hương thơm. Một hũ như thế này á là giá của nó là 65.120 cho mấy chị 65.000. Chị nào ưng thì gửi cho em là hũ body HIA 65.000, xài thử một hũ đi mấy chị, ok cực kỳ luôn. Cái này mấy chị ghiền tới cái mức mà mấy chị mua một lần 10 hũ, 10 hũ gì á. Mình thoa sáng một lần, tối một lần, khi mấy chị thoa như vậy á là nó bám vô trong người mình á. Mấy chị đi tới đi lui đi xuôi đi ngược thì nó cũng vẫn thơm. Nó kiểu như nó lúc này nó cũng thoang thoảng mùi thơm của nó trong không khí hết trơn mấy chị. Mình đi tới cũng thơm, mình đi lui nó cũng thơm, mình cảm thấy mình rất là tự tin luôn. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy thì gửi chị em là body HIA 65.000 ha. Rồi mấy chị, còn một loại nữa nha mấy chị nha, còn một loại nữa này. Cái này mạng bị sao nữa nè. Mạng nó có bị đứng hoài ta. Mọi người ơi thấy em không, chấm giùm em cái mấy chị. Thấy không mấy chị ơi, nó mạng nó bị đứng nữa. Thấy em không mọi người? Chấm bài lên giùm em với. Mọi người ơi thấy em không, thấy em không? Thấy nó thấy giùm em với mấy chị nha. Thấy em không mấy chị ơi, thấy em không? Mọi người ơi thấy em không, nó tự nhiên bị đứng máy rồi nè. Thấy em không mấy chị? Mọi người ơi có thấy không vậy mấy chị, thấy em không mấy chị ơi? Thấy mấy chị ghi thấy giùm em đó nha. Tự nhiên sao tự nhiên nó đứng máy, nó đứng ngắt luôn, không màn hình nó không có chuyển động á. Trời ơi chán ghê luôn. Nó mới gửi tin nhắn gì nữa đâu. Đây thấy em hả? Tự nhiên màn hình ở bên em nó đứng ngắt luôn. Này mọi người, cái này á là cái dưỡng body alpha butin. Cái này nó là chuyên về dưỡng trắng, chuyên về dưỡng trắng nổi tiếng của Thái Lan. Một chai dưỡng body alpha butin như thế này là 180, giảm với chị còn 135.000 ha. 135.500 ml. Chị nào lấy thì gửi chị em là dưỡng body alpha butin 135.000. Cái chai này là chuyên dưỡng trắng body, hàng thương hiệu lớn nhất của Thái Lan luôn, và đặc biệt nó có best seller là được người dân bình chọn, nó là sản phẩm vừa tốt vừa an toàn và vừa hiệu quả. Da đen sạm dưỡng trắng, da đen sạm dưỡng trắng. Chị nào lấy thì gửi cho em là dưỡng body alpha abutin 135.000, dưỡng body alpha abutin 135.000, dưỡng body alpha abutin 135.000. Thôi chị nào lấy lên giùm em ha, dưỡng body alpha abutin 135.000 nha mấy chị nha. Nhưng mấy chị nha, gửi cho em là không mấy chị gửi cho em là dưỡng body 135.000 thì tự động bên em nó sẽ biết là alpha butin. Gửi cho em là dưỡng body alpha butin 135.000 hoặc là dưỡng body 135.000 giùm chị. Nha mấy chị nha, 135.000. Cái này là chuyên về dưỡng trắng. Cái này là hàng nổi tiếng của Thái lắm nha mấy chị nha, cực kỳ nổi tiếng luôn. Nó có cái mộc này không phải đơn giản đâu mấy chị, nó đứng vững thị trường của Thái Lan rất là lâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là được người dân tin tưởng và bầu chọn, nó là sản phẩm tốt, an toàn và cực kỳ hiệu quả ha. 135.000. Rồi chị nào lấy thì gửi cho em là dưỡng body alpha butin 135.000. Dưỡng body alpha butin 135.000. Chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Chưa có hàng hả? Cái gì? Đó. Rồi mấy chị nha, dưỡng body alpha butin 135.000. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em à. Rồi em lên cho mấy chị cái hũ dâu ngủ ngon. Chị nào bị mất ngủ, bị khó ngủ, ngủ không ngon giấc, ngủ không sâu giấc, mấy chị xoa cho em. Thoa cho em miếng ngay mũi và thoa em hai màng tan. Nó sẽ giúp cho mấy chị ngủ ngon giấc hơn, nó giúp cho mấy chị là đỡ stress hơn, nó giúp cho mấy chị là đỡ căng thẳng thần kinh hơn nha mấy chị, và hỗ trợ giấc ngủ cho mấy chị sâu hơn và tốt hơn. Một hũ dầu ngủ ngon 49.000, 65 sale còn 49 nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi cho em hũ dầu ngủ ngon 49, hũ dầu ngủ ngon 49, hũ dầu ngủ ngon 49 lên giùm em ha. Hũ dầu ngủ ngon 49 nha mấy chị nha. Cái thứ hai, đây là cái vị thuốc kích trắng của hãng nó luôn. Mấy chị mà mua chai dưỡng body nhiều á, nè mấy chị nha,
xài áo nano rồi mà giờ mới nhận thêm hai cái mà đẹp ưng bụng ghê luôn á chị. Cảm ơn em. Nè mấy chị coi em này, chị nào mà muốn dưỡng trắng gấp đôi, da mà đen lì da trâu thì mấy chị bỏ thêm cái vị thuốc kích trắng này vô, mấy chị trộn chung vô mấy chị xài cho em. Đầu tiên này mấy chị xé cái vị thuốc này ra, xé cái da bọc ra, ở trong này nó có một vỉ 10 viên thuốc, bẻ ra một viên, bỏ ra một lần nửa viên, thoa ra cái chén, đổ ra cái chén nửa lần nửa viên, sau lấy cái chai này nè mấy chị xịt ra, xịt ra trộn chung lại, mấy chị thoa đủ hai bàn tay cho mấy chị. Đó, trời ơi em nói thiệt mấy bà nha, da trâu nó còn trắng nữa chứ đừng nói chi da người. Vị thuốc kích trắng 49.000, chị nào lấy thì lên giùm em. Cái này mấy chị xài chung bất kỳ một loại kem dưỡng body nào đều được hết chứ không phải riêng của hãng nó. Mấy chị xài chung với HIA cũng được, mấy chị xài chung với kem dưỡng bất kỳ nào, mấy bà đang xài kem trộn kem ơi gì mấy bà muốn trắng hơn nữa, mấy bà mua cái này gì à, đều được hết chứ không phải nhất thiết mà phải xài chung với hãng của nó. Còn chung với hãng của nó thì nó quá ok là hồi giờ rồi ha. Vỉ thuốc kích trắng 49.000 một vỉ, hai vỉ trở lên còn 47.000 một vỉ. Chị nào lấy gửi cho em là vỉ thuốc kích trắng nha mấy chị nha, một vỉ 49.000, hai vỉ trở lên còn 47.000, chưa có hả? Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em, mọi người cho em vị thuốc kích trắng lên đơn giùm em nha mấy chị. Ủa cái hũ này bây giờ ở trong cái nó đóng cửa rồi, nó không có lấy thêm được hả? Rồi chị nào lấy lên giùm em, mọi ngủ ngon 49.000, ngủ ngon 49.000 lên đơn giùm em ha. Rồi còn chai dưỡng body Alpha Butin thì mấy chị nào lấy nữa lên giùm em 135.000 nha mấy chị nha. Cái gì vậy? Ở trong nhà thuốc rồi thôi. Trời đây nó có dư ra ngoài này. Đây mấy chị nha, vị thuốc kích trắng ok mấy chị. Chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi, à. Bóng nắng nano. Đợi quá, đói quá. Chống nắng đã quên cái hũ đặc trị thâm nắp và hơi nắp giùm cho em. Chị nào bị thâm mà thâm từ thời con gái để xong mấy lứa còn thâm mới chị sử dụng dùm cho em. Cái thứ hai là bị hôi nách, già hôi nách, trĩ hôi nách, đàn ông hôi nách, đàn bà hôi nách, chị em phụ nữ mình bị hôi nách mới chị xài, mà xài là sẽ hết thâm và hết hôi. Cho dù nặng mùi cách mấy nha mấy chị nha, xài cũng sẽ hết dùm em. Nặng ơi là nặng luôn, xài cũng sẽ hết dùm em. Hôi ơi là hôi luôn, cũng sẽ hết dùm em. Thâm ơi là thâm luôn, xài cũng sẽ hết dùm em ha. Cái mềm háng bị thâm xài, cái mông bị thâm xài, đầu gối cổ tay bị thâm xài, mắt cá chân bị thâm xài dùm em. Một hũ đặc trị thâm nách như thế này em gom cho mấy chị, giá sale chỉ có từ 165.000 còn 89.000. Chị nào lấy thì gửi cho em là đặc trị thâm nách 89.000, đặc trị thâm nách 89.000. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, 89.000 một hũ thôi. Nhưng mà cực kỳ hiệu quả dành cho những ai đang bị thâm và bị hôi. Nha mấy chị nha, kệ nó mọi người, có thâm trị thâm, có thôi có hôi trị hôi. Thủy ơi chị vừa thâm vừa hôi luôn, xài luôn cho em. Nha mấy chị, nếu mấy chị em mình nó nên nhổ sạch cái vùng nông nách đi rồi mấy chị thoa cho em một ngày hai lần sáng tối là nó sẽ ok hơn. Nha mấy chị, tại vì nó sẽ xê thích lại lỗ chân lông, rồi nó sẽ giúp cho mấy chị làm mịn cái vùng da nách, rồi nó sẽ làm chậm cái quá trình mọc lông nách luôn. Cho nên là mấy chị ok lắm nha. Gọi về chốt đơn cho em vào buổi chiều ok em. Rồi chị nào lấy gửi cho em đặc trị thâm nách 87.000, ôi 89.000, chị nào lấy em ạ. Dùng tầm nửa hũ là giảm thâm rõ luôn. Trời ơi ok lắm mấy chị, còn hôi hả mấy chị xài tầm 5 ngày thôi nha mấy chị. 3 tới 5 ngày thôi cái mùi hôi của mấy chị nó giảm một cách rõ rệt luôn. Rồi sau đó mấy chị cứ sử dụng từ từ cho em, cứ sáng thoang lần, tối thoang lần, sáng thoang lần, tối thoang lần cho em 89.000. 89.000. Rồi chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, 89.000. Rồi nha mấy chị nha, đặc trị thâm nách, hai loại thuốc tao răng, dao thái gọt trái cây. À đây này chị, dao này, dao chuẩn của Thái Lan xách tay về nha mọi người nha. Dao này á mấy chị là người ta bán 135.000 hai cây, là người ta xách tay về. Em gom cho mấy chị chỉ có giá là 37.000 một cây thôi. Bén xài lâu, em xài nay 6 năm. Em xài 6 năm mà không si nhê gì nha mấy chị nha. Cái dao Thái em xài 6 năm ở bên Thái, không hề si nhê, không bị sét, không bị rỉ, không bị gì hết nha mấy chị nha, mà vẫn rất là bén luôn. Chị em nào ân gom cho em, gửi cho em là dao dao gọt trái cây ha. Dao gọt trái cây 37.000 cây, chị nào lấy bao nhiêu cây lên giùm em nha mấy chị. Dao gọt trái cây 37.000, dao gọt trái cây 37.000, có 37.000 một cây thôi, nhưng mà cực kỳ ok luôn mấy chị, xài nó bền lắm.
nó bền mà nó lâu mà cái kiểu như là nó không bị sét thì bị rỉ gì hết trơn á. Em xài đây lần 6 năm không mấy chị. Cái kiểu như là qua bên này là những cái đồ dùng cá nhân của em là ở bên này á, là em để sẵn hết ở bên này á mấy chị, mình qua cái mình xài, mình qua cái mình xài tại đi Thái thường xuyên ấy. Cho nên là cứ qua là em xài thôi. Nhưng mấy chị 6 năm mọi người ơi, 6 năm á mấy chị, em xài bên này 6 năm á, lúc đầu cũng không để ý đâu. Nhưng mấy chị nha, nhưng mà sau này nó ủa mình xài cái này lâu lắm luôn mà không sét không rỉ mà nó vẫn bén, rất là bén. Bởi vậy cho nên thích lắm nha mọi người, bắt đầu là mua về đem về Việt Nam xài. Đó, cho nên là mấy chị nào cái lấy thì nói em nha. Người ta còn xách tay về mà 135.000 hai cây. Em xách tay về cho mấy chị 37.000 một cây thôi. À, cứ giùm em là dao gọt trái cây nha. Ba đề 100 là ok chị, 100 nụ một chống nắng nano ok chị. Trăm nụ là trăm em đã xin lọc rồi nha chị nha. Dao hai lưỡi hả? Dao hai lưỡi để em đi siêu thị coi thử có không nha chị nha. Em sẽ được có cái em đăng bài cho ha. Có thuốc khớp không chị? Có em thuốc khớp là 155.000 một lóc nha em nha. Một lóc của nó là 12 vỉ. Thuốc khớp 155.000 một lóc mà một lóc là 12 vỉ, cái này có 1 vỉ à. Ha, chị bán nguyên lóc chị. Chị bán nguyên lóc 155.000, em lấy thì lên giùm chị. Rồi còn cái này là dầu trắng nè. Chị em nào chưa xài nghe em mua thử chai về xài đi. Dầu trắng có 18.000 một chai thôi. Nó thơm mùi bạc hà, giúp đỡ đau đầu, giúp đỡ đau bụng ha, giúp đỡ stress, giúp đỡ căng thẳng thần kinh, giúp đỡ mệt mỏi nha mấy chị. Tại cái mùi dầu vô nó làm cho mình đỡ thần kinh lắm mấy chị. Với lại mấy chị biết sao, cái hương bạc hà nó giúp cho mình thông mũi lắm nha mấy chị nha. Ghi giùm cho em dầu trắng 18.000, dầu trắng bạc hà 18.000, dầu trắng bạc hà 18.000, sức miếng ngay mũi mà nó thơm mà cái cảm giác của mình sướng lắm mọi người. Không có nha Bảo Ngọc ơi, chị không có bán vô gọi đỏ. Rồi chị nào lấy lên giùm em mà ghi giùm em cái dao hoặc là thuốc khớp gì đó tùy mấy chị. Ghi giùm cho em dầu trắng 18k, dầu trắng 18k lên đơn, dầu trắng 18k lên đơn giùm em. Chống nắng nano 69.000 nha Bình Võ ơi. 67.000 là không có hàng nha Bình Võ nha. 67.000 là em đâm vốn tới 67.000 là em âm vốn tới 1.000 mấy rồi. Chị nào mà lấy 67.000 là bữa nay em âm vốn rồi cho nên không có bán nha mấy chị nha. Lấy chị hai dạc có ra hai màu. Ok chị, nó có dao ba cái ba màu. Dao của nó là ba cái ba màu nha mấy chị nha, mà em lấy hai cái à. Nhưng mà ba cái ba màu nó có màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Nha mấy chị có 37.000 cây à. Rồi nha mấy chị nha, dầu trắng ok chị, dầu trắng 18.000 lên đơn, dầu trắng 18.000 lên đơn giùm em ha. Nha mấy chị nha. Đợi quá, nó chưa xong rồi chồng. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm cho em. Rồi em lên cho mấy chị dầu trắng bạc hà nha. Dầu trắng bạc hà, một nước cốt chân chuối 35.000, một chai dầu trắng ok chị. Rồi cái này á là dầu cù là đen. Chị nào bị đau nhức cổ, nhức vai, nhức lưng, nhức tay, nhức chân, nhức cơ, nhức đầu gối, nhức khớp gối, liên quan tới đau nhức mấy chị sử dụng giùm cho em. Một hũ dầu cù là đen như thế này, giá 120 gom mấy chị, giá sale 67.000. Nhạy ơi là nhạy. Đau cái lưng mà mấy chị bước xuống giường, cái chân mấy chị cũng đau, cái đùi mấy chị cũng đau, cái lưng mấy chị cũng đau, cái cổ mấy chị cũng đau, cái vai mấy chị cũng đau, cái cơ mấy chị cũng đau. Làm ơn tối nay thoa đi, sáng dậy khỏe ru luôn. Dầu cù là đen là chuyên dùng để xoa bóp đau nhức nha mấy chị nha, cực kỳ hiệu quả. Em đang bầu này mọi người, em đang bầu mà không tối nào không xoa dầu, mà không xoa dầu là không thể ngày hôm sau dậy nổi. Trời ơi mấy chị ơi, thiệt mấy chị, để một đứa là nó muốn hút cạn canxi mình rồi, để đứa thứ hai nó hút thêm mớ nữa. Đứa thứ ba của em này mấy chị ơi, trời ơi, bình thường ấy là đứa thứ hai em tới 5 tháng mới đau lưng, đứa thứ ba em mới có 2 tháng rưỡi em đã đau lưng rồi mấy chị. Mà đau lưng á là người ta ít làm không, em làm mấy chị thấy không, em bay á hả, em bay như chim luôn á. Cứ đi vài ngày em vừa tới Việt Nam là em bay Thái tiếp. Mấy chị nghĩ đi, em qua đây em ngồi em lại like liên tục với chị vậy, người chịu gì nổi mấy chị. Mà họ mấy chị biết tối nào em phải xoa cái này, không có cái dầu này em không ngủ được. Tối nào cũng chồng em phải xoa, xoa từ mông cho tới lưng mấy chị thì nó mới đỡ đau nhất được, chứ còn không là nó nhức chịu không được luôn, sáng hôm sau dậy không nổi. Trộm vía lắm nha mấy chị nha, cực kỳ trộm vía luôn, rất hay. Gửi cho em dầu cù là đen 67.000 lên đơn, kệ nó, để một hũ sẵn trong nhà. Đau khi nào xài khi đó. Bị đau nhức cơ, nhức khớp, nhức gối, nhức. À, tôi đi tính tiền ở đây nha. À, đây mấy chị, nhức khớp, nhức gối rồi giờ mấy chị lên giùm cho em nha mấy chị nha. Trong, bưng luôn. Bưng cái này luôn. Cô lấy nhiều dầu lên nha. Đây mấy chị nha, gửi giùm em dầu cù là đen 67.000 lên đơn giùm em. Dầu cù là đen 67.000.
Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Gửi cho em dầu cù lại đen 67 ngàn kệ nó, đừng tiếc có 67 ngàn thôi, tiếc gì mấy chị ha. Nó là nó đỡ đau nhất cho mình nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, chị nào lấy mẹ em ạ. Dạ, giao có 37 ngàn à, giao có 37 ngàn à. Rồi chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị. Ủa sao mới lấy lại một lóc của ổng rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi gửi giùm em là dao, ở quên rồi, gửi giùm em là dầu cù lại đen 67 ngàn. Chuyên dùng đỡ đau nhất đó mấy chị. Kệ nó mọi người, không bao nhiêu tiền hết á, nhưng mà mình để đó có khi mà mình có bị cái gì thì mình xài. Ôi bây giờ nó gòn, cứng bụng. Rồi nha mấy chị nha, còn cái này nữa nè mấy chị là hũ dầu cù lại chống đột quỵ. Đây là hai cái loại dầu mà không thể thiếu hàng ngày của mình. Dầu cù lại chống đột quỵ, nó y chang như cái tên gọi vậy mấy chị. Thứ nhất là nó ngăn ngừa đột quỵ, thứ hai là nó lưu thông máu huyết, thứ ba là nó giúp tản máu tản mang cho mấy chị, thứ tư là nó giúp cho mấy chị ngủ ngon giấc, thứ năm nó giúp cho mấy chị khỏe người. Mấy chị dứt miếng dầu này xoa bóp cái lòng bàn chân á, xoa bóp vô cho em nha, là trước đi ngủ nha mấy chị. Sáng dậy nó giúp mấy chị khỏe người và nó giúp cho mấy chị ngủ ngon giấc hơn nha mấy chị. Và nó kiểu như là nó là y chang như tên gọi đó, là nó chống đột quỵ, là nó do mấy chị là mình xức cái này là nó giúp tản máu tản mang cho mình, nó lưu thông máu huyết cho mình đó mấy chị. Một hũ dầu cù lại chống đột quỵ bằng ly trà sữa 47 ngàn thôi. Chị nào lấy ghi giùm em là dầu cù lại chống đột quỵ 47 ngàn. Dầu cù lại chống đột quỵ nha mấy chị nha. Dầu cù lại chống đột quỵ 47 ngàn. Còn dầu cù lại đen á là chỉ có 67 ngàn thôi. Chị nào lấy thì lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Đây. Dầu cù lại đen 67 ngàn, dầu cù lại đột quỵ 47 ngàn, dầu cù lại đen 67 ngàn, dầu cù lại đột quỵ 47 ngàn. Thuốc say xe lúc nào hạn nó cũng sử dụng lâu hết em ơi, ít nhất là từ 24 trở lên là ít nhất nha, còn không là 25 hoặc 26 gì đấy, nói chung không nhớ nữa phải hay không nữa, nhưng mà họ phải là tầm 24 trở lên nha em, tầm năm 24 trở lên. Rồi dầu cù lại chống đột quỵ lên đơn giùm em, dầu cù lại chống đột quỵ tại không có nhớ nổi, nó nhiều quá nó không nhớ nổi. Rồi cho mấy chị nha, ui em đói bụng quá. Rồi lên đơn giùm em, cái này là sữa tắm ngựa. Chị nào mà mua gì cho chồng nè, cho con nè, cho mình tắm nè, một chai sữa tắm ngựa như thế này là 500ml, hàng nội địa của Thái, hàng sữa CC 2025 hả? Nhớ là coi là đợt nào là 2024 mà cũng coi cũng lâu rồi, coi cũng lâu rồi. Nói chung là hàng sử dụng say xe nó lâu lắm mấy chị, hàng sử dụng say xe thấy nó lâu lắm. Một vỉ 9.000 em, một vỉ 9.000, một vị say xe 9.000 nha, một vị say xe 9.000, một vị 10 vị cũng 9.000 nha. Rồi mấy chị nha, rồi hello chị Huỳnh Nguyệt Hình nè. Rồi nha mấy chị, cái này là sữa tắm ngựa, một chai sữa tắm ngựa như thế này là 180, giảm mấy chị còn 115.000 và được tặng thêm một chai lăn ngựa nữa. Nam tắm được, nữ tắm được, trai tắm được, gái tắm được, già tắm được, trẻ tắm được, ai cũng tắm được hết á. Nhà mấy chị, và nó lưu hương thơm trên body của mình, bởi vì cái chai sữa tắm body ở bên chai sữa tắm ngựa này mấy chị là nó có kiểu như là nó là nó có giống như là sữa tắm nước hoa vậy á, nhưng mà cái mùi nó rất là tươi mát nha, cái mùi này là mùi tươi mát lắm, để cho nam nữ tắm chung á mấy chị. 115.000 thử chai đi mọi người, thử chai nha. Gửi giùm em là sữa tắm ngựa 115.000, sữa tắm ngựa 115.000 lên đơn giùm em á, 115.000 mấy chị. Rồi còn cái này á là tẩy tế bào chết mặt. Đầu tiên mình làm ướt da mặt đi, dứt miếng này ra, xoa đều bằng tay rồi mấy chị massage cho em. Đó, mấy chị massage. Cái này nó sẽ giúp cho mấy chị là sạch đi những cái lớp tế bào chết trên da, nó sạch đi những cái bụi bẩn trên da. Ví dụ như mà mình mà có cái mụn cám hay mụn nồi mấy chị, nó đỡ lắm nha mọi người nha. Một hũ mặt nè, quên, một hũ tẩy tế bào chết mặt như thế này em gom với chị là 67 ngàn. Chị em nào lấy ghi chị em là tẩy tới bầy chết mặt 67 ngàn. Tẩy tới bầy chết mặt 67 ngàn. Lên đơn giùm em ha. 67 ngàn thôi nha mọi người. 67 ngàn ạ. À. Nhưng mấy chị có 67 ngàn thôi. Chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị. Chị em nào lấy lên đơn ha. 67 ngàn thôi nha mọi người nha. Rồi cái kem này á là cái kem sâm cô tiên nè. Mấy chị nào lấy thì nói em gom giùm với chị 15 ngàn một hũ. Cái này á là kem ạc xê, em cũng gom giùm cho mấy chị là 15 ngàn một hũ, mấy chị muốn lấy mấy hũ thì nói em. Nha mấy chị nha, mấy chị muốn lấy mấy hũ là nói em. Chưa biết nữa chị Mai Lê ơi, để em sắp xếp thời gian cái ạ. À. À, rồi còn cái này là hũ ủ môi. Chị nào môi khô, môi nứt nẻ, môi nứt chi hỉ chi hẻ luôn á mấy chị, nứt mà nứt chảy máu, nứt mà ăn đụng vô nước mắm một phát là nó rát tưng tưng á mấy chị. Thoa cái này lên cho em. Nha, thoa cái này lên cho em, nó sẽ đặc trị khô môi cho mọi người, đặc trị thâm môi luôn, dưỡng căng mềm mịn môi, thoa cho em buổi tối trước khi đi ngủ. Cái son dưỡng mấy chị thoa ban ngày, nhưng mà cái này mấy chị thoa buổi tối ha.
tối mấy chị đi ngủ mấy chị thoa cho em. Cái này là ủ môi vào ban đêm á, 35.000 còn 19.000, ghi giùm em ủ môi 19.000, ủ môi 19.000, ủ môi 19.000, lên đơn giùm em 19.000 thôi nha, 19.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Rồi còn cái này á là tiếp sữa tắm sáp tắm trắng. Nó cùng hãng với chai Alpha Butin này mọi người, nó cùng hãng này. Ha, nó cùng hãng này. Nó là chuyên về trắng da đó mọi người, nó là hàng thương hiệu nha. Dạ, tẩy tới bờ chết mặt. Nhớ ghi chữ mặt vô nha thầy. Rồi để mấy chị, cái này này mọi người, cái sáp sáp tắm trắng Alpha Butin, một cục này là của hãng nha mấy chị nha, của hãng nha. Của hãng cho nên nó xài sẽ tốt hơn rất rất nhiều lần so với hàng mà hàng cái kiểu như là hàng không có tên tuổi và không có thương hiệu. Của hãng Alpha Butin, một cục như thế này 75.000, em xem mấy chị còn 39.000. Lấy cái cục này massage cho em, càng lâu càng kỹ nó sẽ càng nhanh trắng nha mọi người. Ha. Chị nào lấy ghi giùm cho em là sáp tắm trắng 49.000, lộn lộn 39.000. Sáp tắm trắng 39.000, sáp tắm trắng 39.000, lên đơn giùm em nha. Sáp tắm trắng 39.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy mềm mọt. Ủ mềm môi, ủ mềm hồng môi thích lắm, mịn lắm. Ví dụ như mấy chị xài mà ủ môi mỗi tối mấy chị thoa cho em như vậy nè, mấy chị không biết khô môi là gì luôn á. Mấy chị cứ tối mấy chị đánh da mặt xong mấy chị thoa lên miếng này mấy chị đi ngủ, nó đâu có mất nhiều thời gian của mình đâu mấy chị, mà ngược lại cái môi mấy chị nó mềm nó mịn đó. Cái mấy chị thoa son màu lên nhìn nó rất là đẹp luôn ha, mà có 19.000 à. À con nít nha mấy chị, từ sơ sinh trở lên mà nó có bị khô môi, nứt nẻ da hay là nứt nẻ môi mấy chị xài vẫn được luôn nha mọi người nha, chứ không phải người lớn mình không đâu, bởi vì nó là vitamin E. Còn em á họ mấy đứa nhỏ mấy chị, mấy nhỏ mà hồi lúc nói chung là hồi từ sơ sinh thì không có, nhưng mà cỡ tầm mấy tháng á nó bị khô mấy chị, nó bị khô nó lột cái hột gạo nó ra nè, đau. Rồi với lại nó bị hẻ ngang đây nè, trời ơi em xài cái này không cho nói mấy, em xài cỡ tầm 3 lần là nó hết à. Không có dầu gội đỏ em ơi, không có dầu gội đỏ. Út Khoa lên số điện thoại giùm em nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lại ghi cho em là sáp tắm trắng ủ môi 19.000, sáp tắm trắng ủ môi 19.000. Cái này mấy chị mà có con này, con nhỏ hay con lớn như gì cũng vậy, từ mấy tháng trở lên là được rồi. Như con em là nói chung là hình như là 5-6 tháng gì ạ. Mà em thấy cái môi nó bị khô á mấy chị. Bắt đầu em thoa lên, em thoa cho nó được có 3 lần. 3 lần, đúng 3 lần luôn. Buổi tối em thoa nó một lần, rồi sáng dậy em thoa nó một lần, rồi tối ngày hôm sau em thoa một lần nữa hay sao á. Là nhiêu đó thôi là con em nó hết khô rồi nha mấy chị nha. Ok lắm mọi người, không kệ đi mua chai để sẵn, mua để sẵn trong nhà. Mình cần cái mình xài nha mấy chị nha, mình cần cái mình xài ha. Rồi em lên cho mấy chị cái cục sáp âm đạo thần thánh, à xà bông mụn lưng 39.000 thôi nha chị. Xà bông mụn lưng 39.000 này chị ơi. Sáp mụn lưng. Cái này là từ nhân sâm và tinh chất chanh nha mấy chị nha. Cái này mấy chị tắm á, cái chỗ nào mới có lưng, có người có mụn lưng trước ngực, có người mụn lưng sau lưng, hoặc là cánh tay hay là chân đùi rồi vậy. Mà mấy chị có mụn lưng á thì mấy chị sử dụng cho em. Lấy cục này mấy chị chà ha, những lúc tắm á mấy chị chà lên. Đó nha mấy chị nha, mấy chị chà lên mấy chị massage chút xíu. Nhưng mấy chị nha, mỗi ngày như vậy á là nó sẽ trị mụn này, trị thâm lưng cho mấy chị nè. Một cục 39.000, ghi cho em là sáp mụn lưng 39.000. Sáp mụn lưng 39.000 ha. Rồi em lên cho mấy chị cái cục sáp âm đạo nha mấy chị nha. Em lên cho mấy chị cái cục sáp âm đạo này. Em lên mấy chị cái cục sáp âm đạo này. Cục sáp thần thánh của Thái nha mấy chị. Đầu tiên mấy chị bỏ cái cục vô trong túi lưới này. À xé cái bịch bóng đi, bỏ cái cục vô túi lưới rồi mấy chị rút cái dây lại, rút cái dây lại. Lấy cái cục này chà trực tiếp cho âm đạo, chà qua hai cái bìm, chà luôn cả sau mông cho em, để cho em tầm 2 phút. Rồi sau đó mấy chị rửa lại bằng nước lạnh cho em. Nó có công dụng này, thứ nhất là nó trị mùi hôi, nặng mùi cách mấy chị em xài một cục hết hôi. Cái thứ hai là chị nào bị thâm cô bé, thâm cái bệm, thâm cái mông, đặc biệt những ai mà vừa thâm vừa mụn mông luôn. Nhưng mấy chị vừa thâm mông mà vừa mụn mông, mấy bà kiên trì xài cho tôi cái cục này đi nha, vĩnh biệt thâm mông và vĩnh biệt mụn mông luôn. Cái thứ ba này mấy chị, là những chị nào á mà hay có ra là huyết trắng, dịch dơ, dịch vàng, khí hư âm đạo, à cái dịch mà nó ra mà nó nhớt nhớt tanh tanh hôi hôi đó, trời ơi đụng vô cái cục này là y bài luôn nha mấy chị. Cái thứ tư là nó giúp cho mấy chị cân bằng độ pH âm đạo luôn nha mấy chị nha. Rồi một cục như thế này nè là có giá từ 95.000, em sale mới chế 65.000. Ghi dùm em sáp âm đạo 65.000, sáp âm đạo 65.000, 65.000 nha mấy chị, 65.000 tô phở mà ngon ngon xíu cũng hết mẹ nó, 65.000 bữa nay ăn đại cục xôi đi, để lại cái tô phở đó mấy chị mua cục sáp này về mấy chị xài cho em, xài hơn cả tháng lần. Mấy chị có hôi nó trị hôi, nó mấy chị có thâm nó trị thâm, mấy chị có
có dịch dơ, nó trị dịch dơ. Mấy chị không bị gì hết, mấy chị xài để nó cân bằng độ pH âm đạo này, nó lưu hương thơm trên cô bé này. Đó mấy chị, đã lắm. Nó toàn bộ là từ thảo dược, cho nên là mấy chị ơi cực kỳ an toàn. Kể cả con mấy chị là tuổi dậy thì mà nó có kinh nguyệt, nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, kể cả là con mấy chị nó có kinh nguyệt, mấy chị biết sao có kinh nguyệt đó, là nó rất là dễ bị hôi và dễ bị viêm trong những ngày mấy chị có kinh nguyệt. Thì mấy chị sử dụng cho em những ngày mấy chị có kinh nguyệt là mấy chị còn biết ơn nó luôn á mấy chị. Nó sạch sẽ mà nó thoáng qua bé cho mấy chị lắm. Lên cho em sáp âm đạo 65.000 một cục lên đơn. Chị có nhắn tin dạ chị cứ nhắn qua đó giùm em nha, chị chốt giày chị cứ nhắn qua đó giùm em nha. Để có gì ở là nó xong đơn cái là nó rep hết nha chị nha. Bữa nay rep hết tin nhắn vô duyên. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em mà gửi cho em là sáp âm đạo 60 65.000. Còn nó mọi người 65.000 húp tô phở là nó hết á. Nhưng mà cái cục này mình sử dụng được lâu dài lắm mấy chị. Không nhiêu tiền hết á, nghe em đi, mua cục về xài thử nha mấy chị nha. Hai cái nắp của mấy chị nào mà có bị thâm bị hôi á, mấy chị tắm á, mấy chị rửa cô bé sẵn mấy chị rửa luôn hai cái nắp luôn. Nhưng mấy chị bởi vì nó là bản thân của nó là trị thâm trị hôi mà, cho nên là mấy chị xài luôn được luôn nha mấy chị nha. Kể cả những chị nào mà bị gầu ít á mấy chị bị gầu ít á, hoặc là bị nấm da đầu mấy chị xài cục này cũng được luôn nha. Nhưng mà cái cục chà cô bé là riêng nha, còn cái cục gội đầu là riêng nha mấy chị nha. Những chị nào mà hay bị gầu mà gầu ít á mấy chị, gầu mà gầu hoặc là bị nhẹ á, mấy chị xài cái cục này nó cũng hết luôn nha mọi người. Rồi cái này á là cái thuốc nhức răng của Thái này mấy chị, nhạy ơi là nhạy luôn, siêu nhạy luôn, nhức mà nó giật tưng 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 nha. Lấy cái này này nè mấy chị, lấy này này. Rồi gì không đúng tiền nha, em bỏ lại không đúng tiền. Trời ơi thắng lại chứ không còn có 30 bạc gì còn nhiêu đây, sao sống qua tới ngày mai với ông nậu. Vậy hỏi Trung thử hay đổi tiền liền được không? Đổi cho nó ít kìa. Chị lấy gì ăn? Rồi cho mấy chị nha. Còn cái 20 bạc mấy chị. Rồi ăn mặn gì? Hỏi nó liền coi nó, em ơi. Em ơi còn tiền không? Đổi em chị đổi giùm anh ít đi. Chết đi, mua cái gì mà không còn tiền vậy ông ơi. Được như đây được, mua hết 1000 ngay được. Ủa vậy chút mà lấy gì ăn? Nói 1000 đây có 800 mấy ngàn hay nhiêu mà ít. Đây mấy chị nha, lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em thuốc nhức răng 29.000, thuốc nhức răng 29.000, thuốc nhức răng 29.000. Ông có ém cái đồng đô nào không? Không. Mà nay ông không ém. Chút mà đem này cũng luôn lần. Rồi, ghi giùm em nhức răng 29.000, nhức răng 29.000, nhức răng 29.000. Nhưng mấy chị nha, nhức răng 29.000. Hỏi nó thử đi, đổi ít đi. Không, tiền đúng không mà. Rồi nha mấy chị nha, thuốc nhức răng tôi còn đồng. Đi, có bụng rầu, xong rầu đi về. Mấy chị lấy gì lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Đó rồi mấy chị ơi. Ý, tôi còn tiền Việt không à. Hết tiền Thái. Bữa nay giúp bắt cạn túi với mấy bà rồi, không còn gì hết trơn nha. Hết sạch rồi mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, cái túi em đang đeo Prada, túi sách đen 79.000. Chị nào lấy lên giùm em túi sách đen 79.000, túi sách đen 79.000 lên đơn giùm em. Túi sách đen 79.000, túi sách đen 79.000 lên đơn nha mấy chị nha. Túi sách đen 79.000, túi sách đen 79.000 lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Túi sách đen 79.000 lên đơn. Túi sách đen 79.000 nha mấy chị nha, tính tiền. Túi sách đen 79.000 nha mấy chị. Túi sách đen 79.000. Ủa còn có dầu nữa chứ. Rồi cà phê giảm cân. Cà phê giảm cân hả? Cà phê giảm cân này em. Cà phê giảm cân là 68.000 một hộp nha.
cà phê giảm cân 68.000 một hộp, lấy lên giùm chị là cà phê giảm cân 68.000 ha. 68.000. Dầu ông già nước trắng 19.000, nước vàng 19.000 chai. Nước trắng 19.000, nước vàng 19.000 một chai. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Sao ông bỏ tùm lum nhỉ? Kem đặc trị thâm nắp, trị thâm, trị hôi, nặng mùi cách mấy cũng hết giùm chị em. Em gom cho mấy chị 89.000 nha. Chồng kẹo tình yêu chồng. Lên giùm chị em nha mấy chị nha, đặc trị thâm nắp 89.000, đặc trị thâm nắp 89.000, nhức răng 29.000, túi sách đen ok chị. Đây. Kẹo tình yêu em gom cho mấy chị 1 hộp như thế này 85.000, kẹo tình yêu 85.000, kẹo tình yêu 85.000, kẹo tình yêu 85.000. Kẹo tình yêu 85.000 nha chị nha. Tẩy lông, tẩy lông 85.000, tẩy lông 85.000, tẩy lông body 85.000, lông nách, lông tay, lông chân, body, nách 85.000 luôn. Tẩy lông 85.000. À gì quên rồi. Thải độc chân, thải độc chân, thải độc chân 75.000. Em đi ăn cơm cái mấy chị ơi, em đói bụng quá. Rồi, sáp trị mụn lưng 39.000, sáp trị mụn lưng 39.000. Sữa rửa mặt gạo vừa giúp trắng da, sạch da, mịn da, bổ sung collagen và vitamin E. Nói chung cái quỷ này xài ngon lắm. 55.000. À đúng rồi, 55.000. Chị nào lấy gửi cho em sữa rửa mặt gạo 55.000, sữa rửa mặt gạo 55.000. Cái này là xịt đuổi muỗi. Trong phòng ngủ mấy chị có muỗi mấy chị xịt cái này cho em, trong toilet mấy chị có muỗi mấy chị xịt cái này cho em. Cái này là nó đuổi muỗi ha. Cái hương xả tự nhiên nha mấy chị nha, gửi giùm em xịt đuổi muỗi. Xịt đuổi muỗi 95.000, xịt đuổi muỗi 95.000, xịt đuổi muỗi 95.000. Tiếp dưỡng da tay Vaseline của Thái 75.000, tiếp dưỡng da tay 75.000, tiếp dưỡng da tay 75.000. Em đói quá mọi người. Sữa tắm ngựa tặng một chai lăn ngựa 115.000, sữa tắm ngựa tặng một chai lăn ngựa 115.000. Nam tắm được, nữ tắm được, ghi giùm cho em là sữa tắm ngựa 115.000. Chồng chồng có lấy hàng trả lại ấy không? Rồi sáp tắm trắng 39.000, sáp tắm trắng 39.000. Nứt gót chân, chị nào bị nứt gót, bị chai lì gót chân, bị nứt nẻ gót chân xài cho em một hũ nứt gót như thế này 35.000. Hũ nứt gót chân 35.000. Ôi hay lắm nha, hay lắm nha, hay lắm luôn. Bị nứt gót, bị chai lì, bị nứt nẻ gót chân, chà cái gót thiệt là sạch đi, thoa cho em ngày 2 lần, sáng tối sáng tối sáng tối vô. Mấy bà xài hết một hũ cho tôi đi, tại một hũ nó cũng nhỏ lắm, nó ít lắm chứ nó không có nhiều đâu. Nhưng mà họ mấy chị biết sao không, nó trị nứt gót cho mấy chị hiệu quả lắm. Ha, à, gửi cho em nứt gót 35.000, nứt gót 35.000, chủ xách tay từ Thái về nha, nói không với hàng Campuchia giùm em. Rồi gửi giùm em nứt gót 35.000, nứt gót 35.000. Hũ ủ môi, môi khô, môi nứt nẻ, nứt chảy hẻ, chảy hả, nứt chảy máu luôn. Con nít, người lớn, người già, người trẻ, bầu bí, đang cho con bú đều xài được hết. Và cái này nó giúp cho mấy chị trị khô môi, trị thâm nha, trị khô, trị thâm và giúp cho mấy chị căng mềm mịn môi. Thoa cho em mỗi tối trước khi ngủ, cứ mấy chị đánh răng nữa mặt xong hết, thoa kem đâu hết, mấy chị thoa lên miếng này mấy chị đi ngủ cho em. Ui chua cha mẹ ơi, nó vừa nhã thâm mà nó vừa trị khô cho mấy chị hay lắm nha. Lên cho em ủ môi 19.000, ủ môi 19.000, ủ môi 19.000. Dạ ok chị Phương nè, rồi ok hết mấy chị nha, lấy bóp lấy nước cốt rồi gì có hết ha. Hũ body HIA của Thái vừa dưỡng trắng vừa mịn da và lưu hương thơm trên body. Một ngày xài cho em 2 lần sáng tối, sale còn 65.000. Gửi giùm em hũ body HIA 65.000, hũ body HIA 65.000 nha. Rồi cái quan trọng cái này nè, son dưỡng nha đam này. Son dưỡng nha đam này mấy chị coi em này. Mấy chị thấy chưa? Cái môi của mấy chị nào mà bị khô nè, mấy chị muốn dưỡng để cho nó hồng môi nè, để cho nó mềm môi nè, để cho nó trị khô môi, trị thâm môi mấy chị nè, để nó giúp cho mấy chị là đẹp đẹp tự nhiên hàng ngày, thì mấy chị thoa cái son dưỡng này lên cho em. Mấy chị coi này, lên cái màu đẹp quá không nè mấy chị. Một cây son dưỡng nha đam bán lấy tương tác cho mấy chị chuyến này từ 75.000 còn 19.000. Cây này em đang xài nè mấy chị, cái hộp mới của nó này. Gửi giùm em son dưỡng nha đam 19.000 một cây nha mấy chị. Son dưỡng nha đam 19.000 một cây. Nghe tôi, bà nào mà đang mấy bà đang có đơn hàng, mấy bà đừng bỏ qua cây son dưỡng này, nó sẽ rất là phí nha. Tại vì cây này em chỉ bán cho mấy ai có đơn hàng thôi, tại vì em lỗ hết 7.000 một cây á, cho nên là em chỉ bán cho những ai có đơn hàng. Còn những chị không có đơn hàng mua son dưỡng không, em không đi đơn được ha, cho nên là mấy chị thông cảm giùm em. Gửi giùm em là son dưỡng nha đam 19.000 một cây, son dưỡng nha đam 19.000 một cây cho những chị có đơn hàng nha, mấy chị có đơn hàng ha. 4 cây đỏ trị mụn trị thâm dưỡng trắng 119.000.
4K trái cây trị nám nhẹ, nhẹ nha. Bị sạm, bị không đều, bị không đều màu, bị lão hóa da, xuất hiện nốt mờ trên da. Sử dụng cho em 4K trái cây 119 ngàn. 4K đen chuyên dưỡng da trắng, da mặt và da cổ 119 ngàn. 4K đen dưỡng trắng da mặt và da cổ 119 ngàn. Những mấy chị lấy loại nào lên giùm em. Gói bông tăm 50 ngàn 2 gói. Bữa nay thì em bán cho mấy chị là còn 12 ngàn một gói thôi. Hai gói như thế này là chỉ có 24 ngàn. Mà một bịch như thế này là 100 cây. Chị nào lấy thì ghi dùm cho em là bông tăm, một gói bông tăm 12 ngàn, một gói bông tăm 12 ngàn, một gói bông tăm 12 ngàn. 100 cây, hàng của Thái Lan nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị, hàng của Thái Lan. Đây chị nào lấy em. Cái chai sữa tắm nè mấy chị, bà nào khó tính cách mấy mấy bà nghe tôi thử chai đi. 750ml, cái chai cực kỳ to, cực kỳ bận luôn nha mấy chị, và cực kỳ nặng luôn. Một chai như thế này là 750ml, giá của nó là 100, giá của nó là 250.000 một chai. Em đang gom cho mấy chị chỉ còn cái giá 155.000. Chị nào lấy thì ghi cho em là sữa tắm vàng 155.000, sữa tắm vàng 155.000 lên đơn. Sữa tắm vàng 155.000 lên đơn. Nghe em thử chai luôn mấy chị, thơm mịn và trắng da nha. Cái mùi nó thơm em thích lắm mấy chị, cái mùi thơm là hơi bị đỉnh luôn á mọi người. Nó thơm nó dịu dịu mà nó xuống lắm mấy chị. Lên giùm cho em là lên giùm cho em là gì quên rồi. Sữa tắm vàng 115.000, sữa tắm vàng 155.000, 750ml nha. Sữa tắm vàng 155.000. Sữa tắm vàng 155.000, chai to lắm mọi người ha. Cặp gọi xả, cái này là chuyên đặc trị tóc rụng. Chị nào tóc bị rụng, rụng do hậu Covid, rụng do sau sinh, hay là mấy chị hay bị rụng tóc nhiều thì sử dụng cho em. Chai này chai gọi, chai này chai xả. Chai này chai gọi, chai này chai xả. Mấy chị dùng cái chai này để mấy chị gọi gọi và xả hàng ngày giùm em ha. 135.000 một cặp. Chị nào lấy ghi giùm em là cặp gọi xả 135.000. Cặp gọi xả 135.000. Nha mấy chị. Cặp gọi xả 135.000. À ủ tóc tím cho. Ủ tóc tím, lấy cái ủ tóc tím nha, em đói quá mọi người ơi, đói như chóng máy luôn. Sữa rửa mặt bò 97.000, sữa rửa mặt bò 97.000. Sáp nghệ rửa mặt 9.000 cục, sáp cào rửa quên lộn 11.000 cục, sáp nghệ 11.000 cục. Một lóc cũng 11.000 cục nha, một lóc nó là 12 cục. Sáp gạo cũng 11.000 cục. Rửa mặt được, tắm được luôn 11.000 cục. Mua 1 cục hay mua 100 cục vẫn 11.000 một cục nha mấy chị nha. Bạc hôm nay tăng quá. Ủ tóc tím, ủ tóc best seller của Thái Lan. Bao thơm, bao mướt, bao mượt, bao phục hồi tóc hư tổn. Không thơm, không mướt, không mượt cho mấy chị trả hàng. Một hũ ủ tóc tím như thế này giá 145, sale cho mấy chị còn 68.000. Chị nào lại ghi giùm em là ủ tóc tím 68.000. Hàng best seller của Thái Lan, thơm lắm mấy chị. À, mấy chị có thời gian ủ cho em 30 phút. Không có thời gian, mấy chị ủ cho em cả tầm 3 phút cũng được. Là có nghĩa là mình gọi đầu xong, mình lấy cái này này mấy chị, mình xả lại bằng nước. Ủa, dầu gọi chồng. Quên, dầu gọi. Dầu gọi đỏ, dầu gọi hồng. Dầu gọi đi, dầu gọi hồng, dầu gọi cam. Có bao nhiêu ca lấy mấy cam. Dầu gọi quên đi chứ. Nước cốt chân chị lên nãy giờ rồi em, 35.000 một hũ nước cốt. Ủ tóc tím 68.000, ủ tóc tím 68.000 nha mấy chị. Có thời gian ủ 30 phút, không có thời gian thay ủ bằng xả giùm em nha. Có nghĩa là có thời gian thì mấy chị ủ, mà không có thời gian thì mấy chị gọi đầu xong mấy chị lấy cái đó mấy chị xả lại bằng nước giùm cho em ha. Nè nước gót nè. Nước gót chân nè, chị nào bị nước gót, bị chai lì gót chân, bị nứt nẻ gót chân mấy chị sử dụng giùm cho em 35.000 một hũ. Thoa cho em buổi tối và buổi sáng, thoa cho em buổi tối và buổi sáng ha. Rồi mascara nông chát. Chán chồng em quá. Serum HIA nha mấy chị, serum HIA. Serum HIA, serum thần chuyên dưỡng trắng da, mịn da. Nha mấy chị nha, chuyên dưỡng trắng da và mịn da. Em gom cho mấy chị còn có giá là 87.000. Đúng rồi. 5. Tiền bao? Đấy, lấy nhiều đó mua đi. Lấy trả đơn. Bữa tôi bán một bữa mình cho. Bữa tôi bán đó.
Không có nha Thủy Lê ơi. Tẩy da chết cà phê 67.000 nha chị ơi. Cho chị coi bóp em đeo. Cái này không phải bóp mà là túi sắt đó chị. Cái này là túi chứ không phải bóp nha chị nha. Cái này là túi sắt Prada. Em gom với chị có 79.000 à. Nói chung là hai cái này. Ví xéo đi, xéo 10. Sao? Hả? Xéo 4. Không được. Vậy thôi chứ 10 là hết. Chị 46. Tại tao bơ chết body 87.000. Tiếp nạ vàng. Tiếp nạ vàng làm gì làm nên có hộp này. Tiếp này mấy chị nghe em đi. Có tiếp này đi để dưỡng da ha, trẻ hóa da cho mấy chị nha. Một tiếp nạ mặt nạ vàng 87.000. Một tiếp nạ vàng 87.000 to đùng luôn. Túi sách đen ok chị. Rồi xe nho 125, quên 135.000. Xe nho, kẹo xe nho 135.000. Chống nắng nano, dòng kem dưỡng vừa dưỡng trắng da, vừa chống nắng, vừa mắc ức, vừa đẹp da, vừa bổ sung collagen cho da nha mấy chị nha. Chi khuyết điểm cho da đang gom sale mấy chị 69.000. Chị nào lấy lên giùm em. Chống nắng nano 69.000, chống nắng nano 69.000, chống nắng nano 69.000 nha mấy chị nha. Tẩy tới bà chết body á chị. Cái này là body nha chị nha, tẩy khô nha. Cái này là dùng để tẩy khô. Cái da của mình đang như thế này nè, chị nặng ra rồi chị massage luôn chứ không phải là chị tắm nha. Cái này là mấy chị tẩy khô giùm em nha mọi người. Đừng có chế ướt nước lên rồi đầu tẩy là nó không ra được. Cái da tay mấy chị đang khô như thế này, mấy chị cứ dùng, mấy chị vô mấy chị tắm đi. Cái mấy chị tẩy muốn tẩy tới bà chết đúng không? Bây giờ cái da mấy chị đang khô như vậy, mấy chị tẩy cho em nha mấy chị nha. Không nghe thằng má đóng cửa ra. Đâu, thôi easy à. Đói đẻ ruột mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chống nắng nano rồi. Cái này để cho nó ship à. Da nó. Ra đứng chờ một tấm rồi đấy. Ôi ôi đói. Rồi thôi em xuống ngay nha mấy chị nha. Son dưỡng nha đam rồi ok mấy chị, bye bye. Rồi hũ kẹo ngậm nha, à, ngậm ha 15.000. Không. Rồi đi ra ship hàng nữa không? Em đặt còn đòn còn qua nhắn admin không ạ mấy chị? Cái này em mua ít em phải mua trực tiếp. Mấy chị ấy về nhà không nghe nói gì à? Gì? Chị Quỳnh nè. Ủa? Mày có biết không? Mười chai. Rồi tẩy chết mặt 67. 67 nha chị nha. Dầu đuổi mũi cho em bé con chị. Thì đó, nó xịt đuổi mũi em. Xịt đuổi mũi em bé người lớn đều xài được hết. Một túi dầu ok chị nè. Thôi em đi xuống live với chị nha. Nhiều hàng quá. Kẹo ngậm ho 15.000 rồi ok mấy chị. Rồi thôi em xuống like nha, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nha, bye bye. Bye bye. Mấy chị ưng cái gì nữa, mấy chị nhắn tin em nha. Mấy chị ưng cái gì, mấy chị nhắn tin em ha, bye bye mọi người, bye bye mọi người, bye bye.